Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 117. Mỹ Ngọc cười nói, anh Lý, em không sao, chỉ hơi hoảng sợ chút thôi. Liễu Tam Tuyệt nói, Huyền Bình, mời cậu vào nhà. Họ vào trong nhà rồi thì có một người phụ nữ da đen xì ra rót nước pha trà, Ngô Bình thấy khí tức của người này rất khủng bố, ít cũng phải ngang cơ với Hoàng Diệm. Anh thầm thấy ngạc nhiên, không biết Liễu Tam Tuyệt này có tu vi thế nào. Liễu Tam Tuyệt cười nói, Huyền Bình, nhiều năm qua, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Mỹ Ngọc, tôi dùng trà thay rượu để kính cậu một chén. Ngô Bình vội nói, chú Liễu nói vậy là coi cháu là người ngoài rồi, Mỹ Ngọc cũng như em gái ruột của cháu vậy. Liễu Tam Tuyệt gật đầu, ban nãy, cậu có hỏi tôi về chuyện năm xưa. Tôi chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai biết, nhưng hôm nay có cả Mỹ Ngọc ở đây thì tôi sẽ kể cho cậu và con bé nghe luôn. Thì ra ngày xưa, Liễu Tam Tuyệt và Hoàng Thiên Cầm có tình cảm rất sâu đậm với nhau, ông ta cũng nhanh chóng trở thành hậu duệ của thần tộc nhờ tài nguyên của nhà họ Hoàng. Từ đó tu vi tăng nhanh chóng mặt và trở thành một thiên kiêu. Khi tu vi của ông ta đạt đến một cảnh giới nhất định, đang định đột phá tiếp thì gặp cản trở. Tuy nhiên, khi ấy, ông ta đã có tu vi cấp thần vương, sánh ngang với đạo tổ. Một lần tình cờ, ông ta đã phát hiện ra cách đột phá, đó chính là tu luyện ở Lý Hận Tuyệt Cảnh. Lý Hận Tuyệt Cảnh là một cấm địa, cực ít người có thể sống sót trở ra. Dù có người ra ngoài được thì cũng biến thành thiểu năng hoặc điên dại. Liễu Tam Tuyệt nghiên cứu nhiều năm và tìm được một cách vào trong Lý Hận Tuyệt Cảnh. Đó chính là vứt bỏ người phụ nữ mình thương yêu, khiến người đó đau khổ và hận mình, sau đó dùng nỗi hận của người đó để thăng hoa trong cảnh giới. Vì thế, ông ta đã lấy một người phụ nữ khác, thậm chí còn sinh con. Vì thế, Hoàng Thiên Cầm đã hận ông ta thấu xương. Còn ông ta cũng vào được Lý Hận Tuyệt Cảnh như mong muốn. Đúng như Liễu Tam Tuyệt đoán, ông ta đã sống sót trở ra, hơn nữa còn lấy được lợi ích lớn trong Lý Hận Tuyệt Cảnh, tu vi tăng mạnh. Bây giờ, ông ta đã ở cấp thần đế, sánh ngang với cấp đạo tôn. Thật ra, ông ta định tiếp tục tu luyện tiếp ở đó thêm một thời gian. Song, ông ta đã dự cảm được Mỹ Ngọc gặp nguy hiểm nên đành ra ngoài trước hạn. May mà ông ta đến hầm thiên ma kịp thời để cứu Mỹ Ngọc. Nghe chuyện ông ta kể xong, Ngô Bình cau mày nói, phải làm người mình thương yêu tổn thương thì mới có thể đột phá thì đây là công pháp tà môn rồi. Liễu Tam Tuyệt cười nói trắng ra thì tôi tu luyện tâm linh. Ngô Bình, giờ chú Liễu định thế nào, định quay lại với Hoàng Thiên Cầm thật à? Liễu Tam Tuyệt gật đầu, tôi đã gây ra tội thì phải tự mình bù đắp. Huyền Bình. Tôi tạm giao Mỹ Ngọc cho cậu, nhờ cậu chăm sóc con bé thay tôi sẽ thường xuyên đến thăm con bé. Ngô Bình gật đầu, vâng, Mỹ Ngọc là em gái cháu chăm sóc cô ấy là điều đương nhiên. Liễu Tam Tuyệt lấy một chiếc nhẫn ra rồi cười nói, tôi chẳng có gì quý cả, nhưng trong chiếc nhẫn này có dược liệu ở Lý Hận Tuyệt Cảnh, cả mấy chục nghìn cây thuốc đấy, tôi không biết luyện đan nên tặng cho cậu. Ngô Bình cầm lấy xem thì quả nhiên trong chiếc nhẫn có rất nhiều dược liệu quý hiếm, anh ngạc nhiên hỏi, Lý Hận Tuyệt Cảnh có nhiều dược liệu quý vậy ư? Liễu Tam Tuyệt, chủ nhân của Lý Hận Tuyệt Cảnh vốn là một thầy luyện đan mà. Ngô Bình cười nói, là Mỹ Ngọc kể cho chú biết cháu biết luyện đan ạ. Liễu Tam Tuyệt gật đầu, ừ, Mỹ Ngọc và tôi đã nói rất nhiều về cậu. Huyền Bình, tôi rất coi trọng cậu, sau này kiểu gì cậu cũng có thành tựu hơn tôi. Ngô Bình, chú Liễu quá khen. Liễu Tam Tuyệt lại lấy một ngọc phù ra đưa cho anh, cậu đã chăm sóc Mỹ Ngọc giúp tôi bao lâu nay, tôi không biết nói cảm ơn thế nào. Sau này nếu cậu gặp bất kỳ phiền phức gì thì cứ dùng nó để liên lạc với tôi. Dù tôi đang ở đâu thì cũng sẽ đến giúp cậu ngay. Ngô Bình cười nói, vậy thì cháu không khách sáo nữa. Liễu Tam Tuyệt xoa đầu Mỹ Ngọc rồi nói, Mỹ Ngọc, bố còn có việc phải làm. Con hãy đi cùng anh Lý đây, nhớ những gì bố dặn nhé. Mỹ Ngọc có thể tìm thấy bố mình thì đã mãn nguyện lắm rồi, cô ấy gật đầu nói con nhớ rồi ạ. Liễu Tam Tuyệt nói với người phụ nữ da đen, Mặc Tinh, sau này cô hãy phụ trách việc chăm sóc cho tiểu thư, nhớ phải bảo vệ an toàn cho con bé. Người phụ nữ da đen gật đầu nói, vâng, thưa chủ nhân. Liễu Tam Tuyệt nói, Huyền Bình. Mặc Tinh là người hầu của tôi trong tuyệt cảnh, thực lực của cô ấy cũng không đến nỗi,
sau này cậu hãy cho cô ấy đi theo Mỹ Ngọc. Ngô Bình, vâng. Liễu Tam Tuyệt dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Ngô Bình không vội vàng đi ngay mà cười nói, Mỹ Ngọc, mấy ngày qua khổ cho em rồi, anh làm ít đồ ăn ngon cho em nhé. Mỹ Ngọc cười nói, vâng, cảm ơn anh Lý. Ngô Bình lấy đồ ăn ra rồi nhờ Mặc Tinh hỗ trợ nên đã nhanh chóng làm xong vài món, sau đó cả ba cùng ngồi ăn. Ngô Bình rất tò mò về làn da của Mặc Tinh nên hỏi, Mặc Tinh, da cô thế này bẩm sinh à? Mặc Tinh lắc đầu, công tử, lúc tôi sinh ra đã bị nhiễm Mặc Linh nên da mới đe như mực. Thật ra, Ngô Bình có thể thấy Mặc Tinh là một mỹ nhân, chỉ mất làn da đen nhẻm thôi. Ngô Bình, tuy Mặc Linh khiến da cô bị đen, nhưng cũng khiến cô có thể chất khác người thường. Mặc Tinh gật đầu, đúng thế, cho nên việc tu hành của tôi đã tiến bộ thần tốc, nhưng tôi luôn bị người khác coi là quái vật và bị truy giết. Hết đường để đi, tôi đã đến Lý Hận Tuyệt Cảnh. Ngô Bình hỏi, cô có muốn khôi phục lại dáng vẻ bình thường không? Mặc Tinh ngẩn ra, công tử, tôi có thể bình thường lại được ư? Có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, Mặc Tinh cũng từng muốn được làm người bình thường, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Ngô Bình cười nói, đơn giản. Nói rồi, anh điểm vào người Mặc Tinh một cái, giúp cô ấy mở 4 điểm nhân tàng. Sau đó, sức mạnh của Mặc Linh đã bị nhân tàng thứ 3 hấp thu hết và ngưng tụ thành một tia sáng màu đen. Cùng lúc đó, làn da của Mặc Tinh cũng trắng dần lên mà mắt thường cũng có thể thấy. Sau đó làn da của cô ấy đã trắng mịn như ngọc. Lúc trước, Mặc Tinh đen đến mức không nhìn rõ ngũ quan, nhưng giờ làn da đã trắng trẻo, lập tức khiến cả Ngô Bình và Mỹ Ngọc phải kinh ngạc. Qua, chị Mặc Tinh, chị xinh quá, Mỹ Ngọc ngạc nhiên hô lên. Ngô Bình cũng hơi thất thần, mãi sau mới rời mắt đi rồi cười nói, được đấy, đúng là mỹ nhân. Mặc Tinh hơi ngại ngùng, sau đó quỳ xuống bái lạy, cảm ơn công tử. Ngô Bình xua tay, không cần cảm ơn, ăn cơm thôi. Ăn uống xong, Ngô Bình dẫn Mỹ Ngọc và Mặc Tinh về thành Thiên Nguyên để gặp Tống Tử Sơn. Tống Tử Sơn đang lo cho sự an nguy của Ngô Bình, thấy anh bình an quay lại thì mới yên tâm rồi nói, Ngô công tử, tôi đã liên lạc với các đại thương nhân đan dược rồi, đan dược của cậu có thể bán với giá cao hơn. Ngô Bình, vâng, cháu đang định kiếm ít tiền nên sẽ luyện chế thêm đan dược trong vài ngày tới. Như vậy mới có tiền để mua dược liệu. Tống Tử Sơn, công tử, tôi chuẩn bị mở một cửa hàng đan dược ở thành Thiên Nguyên, nhưng tôi không có bối cảnh. Ngô Bình, bối cảnh của chú là cháu đây còn gì? Tống Tử Sơn ngẩn ra rồi bật cười nói, công tử nói đúng, thế thì tôi sẽ đi tìm mặt bằng để mở cửa hàng ngay. Sau đó, Ngô Bình đã mua một căn nhà có diện tích rất lớn ở thành Thiên Nguyên, căn nhà còn có rừng cây và hoa viên. Môi trường sống khá lý tưởng. Sau khi chuyển tới đây, Ngô Bình bắt đầu luyện đan, cụ thể là cửu chuyển thần lực đan. Luyện chế đan dược này rất khó, Ngô Bình mất 2 ngày mới có thể luyện chế theo quy mô lớn, đồng thời huy động thêm 10 lò luyện đan, mỗi tiếng luyện chế 1 lò. Cứ thế, mỗi ngày Ngô Bình luyện chế được 50 lò, mỗi lò được 4 viên, vị chi một ngày được 200 viên. Hơn nữa, các đan dược này đều đạt cấp đế phẩm. Không lâu sau, Ngô Bình đã có trong tay 500 viên cửu chuyển thần lực đan, anh đưa tất cho Tống Tử Sơn mang đi bán. Sau đó lại luyện chế lò đan dược thứ 2 là ngũ giáp thần đan. Luyện chế loại đan dược này lại khó hơn một chút, sau nhiều lần thử nghiệm, mỗi lần Ngô Bình chỉ luyện chế được 5 lò, mỗi lò 3 viên. Cứ thế, nhiều nhất là anh luyện chế được 90 viên một ngày, hơn nữa nếu luyện chế hàng loạt thì chỉ cho ra thành phẩm là đan dược nhất phẩm. Cuối cùng, Ngô Bình đã luyện được 300 viên ngũ giáp thần đan và cũng đưa hết cho Tống Tử Sơn. Ở Linh Phong Đan Lâu, một viên cửu chuyển thần lực đan nhất phẩm được bán với giá 35.000 đồng thần vương, đan dược cấp đế phẩm của Ngô Bình có thể bán với giá 60.000. Ngũ giáp thần đan ở đây được bán với giá 120.000 đồng thần vương với đan dược cấp nhị phẩm, còn đan dược cấp nhất phẩm của Ngô Bình thì có thể lên tới 200.000. Tống Tử Sơn đã tìm được mặt bằng. Sau khi trang trí qua loa và tìm nhân viên thì cửa hàng đã bắt đầu kinh doanh. Tống Tử Sơn là trưởng quỹ, Ngô Bình đích thân trực ở cửa hàng, Mỹ Ngọc và Mặc Tinh hướng dẫn mua bán, cứ thế cửa hàng đã chính thức khai trương.
Mấy ngày qua, Ngô Bình luyện đan thâu đêm suốt sáng, ngoài chính hướng thần đan, cửu chuyển thần lực đan và ngũ giáp thần đan ra thì anh còn luyện chế thêm một lượng lớn đan dược cấp thấp, thậm chí còn có khá nhiều dược liệu được bày bán ở tầng 1. Đan dược mà anh luyện chế có chất lượng cao, nhưng giá thành lại rẻ hơn bên ngoài nên mới khai trương đã thu hút được rất nhiều người tới mua. Cửa hàng có 5 tầng và lấy tên là Diệu Đan Lâu, tầng 1 chuyên bán đan dược cấp thấp và dược liệu, tầng 2 bán đan dược cấp trung, tầng 3 bán đan dược khá cao cấp, tầng 4 và tầng 5 thì bán đan dược thuộc hàng quý hiếm. Vì là ngày đầu mở bán nên cửa hàng có chương trình mua 2 sẽ được giảm giá 10%, mua 5 sẽ được giảm 20%. Vì thế cửa hàng rất đông khách, Ngô Bình không ngồi yên được nữa mà cũng phải chạy ra phụ việc. Khai trương chưa được 2 tiếng thì tất cả đan dược gần như đã được bán hết, đến dược liệu cũng không còn. Ngô Bình thở dài nói, biết thế này thì mình luyện chế thêm nhiều hơn rồi. Đúng lúc này, có một người đá tung cửa quán, sau đó là một tốp tu sĩ xông vào, người đi đầu là một gã râu quai nón, gã trầm giọng nói, chủ hàng đâu, bò ra đây xem nào. Ngô Bình nói, ăn nói cho cẩn thận. Nói rồi, anh đi thẳng về phía gã râu xồm rồi nhìn chằm chằm vào mặt gã. Gã râu xồm cười khoái chí nói, hôm nay cửa hàng này khai trương bán hàng khá quá nhỉ. Chủ nhà tôi bảo các người giao một nửa số tiền bán được ra đây thì sau này mới được tiếp tục kinh doanh đan dược ở đây. Ngô Bình, ô, chủ nhà các người tham thế, định ăn trọn một nửa lãi của bọn này à? Gã râu xồm hừ nói, lấy có một nửa là nhân từ lắm rồi đấy, hiểu chưa hả? Chát! Ngô Bình tát cho gã ngã lăn quay, sau đó lôi cổ gã dậy nhấc bổng lên. NSG người khác định ra tay thì bị Ngô Bình quét bay, ai nấy đều thổ huyết rồi bị thương nặng. Dẫn tôi đến gặp chủ của các người, để tôi xem ai ăn gan hùm mà dám động đến tôi nào. Tên râu xồm đã cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bình, biết đụng chúng đối thủ nên vội nói, anh ơi, là hiểu lầm thôi, chúng tôi không cần tiền nữa. Các người không cần nhưng tôi cần. Anh xách cổ tên đó lên rồi bay đến một nhà dân, sau đó bay vút lên cao rồi lớn tiếng nói, chủ của nhà này đâu, mau ra gặp tôi. Một tu sĩ trung niên bay lên cao, theo sau là một tốp tu sĩ, người đó tức tối nói, cậu là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bụp. Tên râu xồm lập tức bị nổ tung một nửa người rồi gào thét ngã xuống đất. Ngô Bình thờ ơ nói, người của ông đã chạy đến cửa hàng của tôi rồi đòi tiền, hơn nữa còn đòi lấy một nửa tiền lãi của chúng tôi. Con người tôi xưa nay không thích bắt nạt người khác, nhưng nếu có ai dám động vào tôi thì tôi sẽ không tha đâu. Bây giờ, tôi đến nhà ông thu tiền, khôn hồn nộp một nửa tiền lãi trong mấy năm gần đây của ông ra đây, không thì tôi sẽ đánh chết tất cả các người. Người đàn ông nổi giận nói, hỗn láo, cậu biết tôi là ai không hả? Ngô Bình cười lạnh, ông là ai thì kệ ông, tôi vừa đập vỡ mai rùa của Hoàng Diệm đấy, ông nhắm mình mạnh hơn lão ta không? Chuyện Hoàng Diệm bị thương đã lan xa, người này vừa nghe thấy thế đã kinh hãi nói, là cậu. Quỳnh! Một luồng khí tức khủng bố lan ra khắp xung quanh, người đàn ông trung niên kinh hồn bạt vía. Thế lực của ông ta kém hơn Hoàng Diệm nhiều, đến Hoàng Diệm còn bại trong tay chàng trai này thì sao ông ta chống lại được? Ông ta vội nói, công tử, chắc chắn mọi chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngô Bình nổi đóa, hiểu lầm, tôi thích nhất là hiểu lầm, bây giờ, mau giao một nửa tài sản của ông ra đây. Người đàn ông, công tử, cậu làm vậy nghe không ổn cho lắm. Ngô Bình tát bay ông ta, toàn thân máu chảy. Anh thờ ơ nói, ông không đồng ý cũng không sao, tôi cứ đánh ông trước rồi cho chủ mới lên thay. Kiểu gì chủ mới cũng phối hợp với tôi. Người đàn ông trung niên này đã là người mạnh nhất trong nhà này, nghe Ngô Bình nói vậy, ông ta biết không còn nước thương lượng nữa nên đành méo mặt nói, được, tiểu nhân sẽ lấy ngay. Người này họ Ngưu, cũng khá có máu mặt ở thành Thiên Nguyên, nhưng khi gặp một cao thủ như Ngô Bình thì cũng phải bó tay và ngoan ngoãn giao nộp tiền. Nhà họ Ngưu có nền móng rất vững, một nửa gia sản của họ tương đương với hơn 3 tỷ đồng thần vương. Đương nhiên Ngô Bình không khách sáo mà lấy hết luôn, cuối cùng còn vơ vét hết tiền của các cửa hàng dưới danh nghĩa của họ. Số tiền anh lấy được tổng cộng là gần 4 tỷ thần vương.
Chuyện này đã gây kinh động cho cả thành Thiên Nguyên, ai cũng biết chủ của rượu đan lâu rất khủng bố. Nhà họ Ngưu chọc giận người này và đã phải bồi thường cả nửa gia sản, nhà họ Hoàng thì đến gia chủ cũng đã bị thương nặng. Tin đồn càng lan xa thì mọi người càng thấy đan dược của rượu đan lâu đáng tin, vì thế việc kinh doanh ở đây càng phát đạt hơn. Ngô Bình vô cùng bận rộn, ngày nào cũng quay cuồng với lò luyện đan, cứ thế đến cả nửa tháng. Cuối cùng thì sức nóng của cửa hàng cũng giảm xuống một chút, họ đã có hàng tích trữ, Ngô Bình không cần vất vả luyện đan hàng ngày nữa. Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Ngô Bình tranh thủ luyện chế thêm ít đan dược rồi dẫn Mỹ Ngọc và Mạc Tinh về Đại Lục Côn Luân. Mỹ Ngọc xa nhà đã lâu, ông bà nội thấy cô ấy thì đều rất vui, tảng đá nặng trong lòng cũng gỡ bỏ. Ngô Bình ở nhà vài hôm rồi dẫn NSG người mình tin tưởng tiếp tục quay lại đấu hư thần vực, tiếp đó sắp xếp cho họ làm việc ở rượu đan lâu. Lượng bán ra của rượu đan lâu rất tốt nên tốc độ luyện đan của Ngô Bình cũng phải tăng lên. Anh không ăn không ngủ 3 ngày tập trung luyện chế, sau đó mua thêm cả đống dược liệu rồi mới rời đi. Về nhà rồi, anh tranh thủ ở cạnh vợ con, nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay, Huyền Nguyên Môn truyền tin đến nên Ngô Bình phải đến thần thổ thông thiên ngay. Lúc này, có mấy thần tộc đang đứng ngạo nghễ trong đại điện của Huyền Nguyên Môn, sau đó chỉ trỏ đám Kim Hầu và Bạch Luyện rồi nói, từ nay trở đi, thần thổ thông thiên sẽ thuộc quản lý của thần tộc. Nếu Huyền Nguyên Môn muốn tiếp tục tồn tại thì phải đạt được yêu cầu của bên trên. Nếu không làm được thì phải giải tán và biến khỏi đây ngay. Hắc Đáp nổi giận nói, từ xưa đến nay ai mở thần thổ thông thiên thì sẽ được chiếm đóng, các người tưởng cứ nhận là của mình thì sẽ thuộc về mình à. Đầu của tu sĩ thần tộc nghẹo sang một bên như con gà trống, hắn cười lạnh nói, nếu ông không phục thì là chống lại thần tộc, mà như thế là giết bất luận tội. Bụp. Đột nhiên có một bàn tay to lớn túm lấy cổ của tu sĩ thần tộc kia, hắn hét lên rồi giãy giụa. Sư tôn, nhóm Hắc Đáp mừng rỡ rồi mau chóng hành lễ. Người ra tay chính là Ngô Bình, anh tát cho tu sĩ kia một cái rồi nói, cái gì cơ? Chống lại thần tộc là giết bất luận tội à? Giờ tôi tát chết anh luôn là chống lại thần tộc, chắc sẽ bị giết luôn hả? Tu sĩ thần tộc kia cảm nhận được thực lực khủng bố của Ngô Bình nên run rẩy nói. Tôi là thần tộc, anh đừng có làm bậy, đánh tu sĩ thần tộc là phạm tội nặng đấy. Giác! Ngô Bình giơ tay bóp nát vai hắn rồi nói, thế này đã được coi là đánh tu sĩ thần tộc chưa? Tu sĩ kia la hét đau đớn roi van xin tha mạng. Ngô Bình quẳng hắn sang một bên như một con chó rồi nói, sau này, nơi đây chính là địa bàn của Huyền Nguyên Môn, nếu để tôi thấy tu sĩ của thần tộc bén mảng đến đây thêm lần nào nữa thì gặp ai tôi sẽ giết người nấy. Tu sĩ thần tộc kia không dám ho he một tiếng, mà dẫn đám thuộc hạ đi ngay. Họ vừa đi, Bạch Luyện đã nói, sư tôn, chắc thần tộc chưa chịu bỏ cuộc đâu, kiểu gì họ cũng quay lại. Ngô Bình, Huyền Nguyên Môn muốn trỗi dậy thì cần đối mặt trực diện với thần tộc đầu tiên. Nếu chúng ta có thể chống lại họ thì người khác sẽ biết chúng ta là một thế lực mạnh ngang với thần tộc. Hắc Đáp cười nói, sư tôn nói đúng, chúng ta không thể lùi bước. Ngô Bình, tôi cũng hiểu phần nào về tình hình của thần tộc, giờ họ rất mạnh, bên trong cũng có nhiều thế lực. Phe này, thế lực muốn khống chế thần thổ thông thiên chắc chỉ là một phe nào đó của thần tộc thôi. Vì thế, mọi người không phải lo, nước đến đâu ta bắt đầu đến đấy. Kim Hầu, Sư Tôn, gần đây Huyền Nguyên Môn chúng ra lại chiêu mộ thêm nhiều đệ tử, nhưng họ vẫn chưa được gặp người ạ. Ngô Bình, em hãy thay tôi dạy dỗ họ. Nếu có hạt giống tốt nào thì tôi sẽ đích thân hướng dẫn sau. Tuy nói là vậy, nhưng Ngô Bình vẫn dùng thần niệm để kiểm tra hết môn phái, anh phát hiện có không nhiều tu sĩ nhân tộc, hầu hết là hung thú hoặc yêu vật. Anh thầm nghĩ, kiểu gì Huyền Nguyên Môn cũng phải có vài cường giả nhân tộc trấn thủ mới được. Anh đắn đo mãi rồi quyết định dẫn nhóm Lý Thiên Thạch, Tạ Cuồng, Triệu Thiên Lạc, Diệp Thần, Diệp Huyền đến đây tu luyện. Bọn họ đã đi theo anh từ lâu, ai cũng cố gắng tu luyện nên giờ đều đã có tu vi lớn mạnh. Ví dụ như Diệp Thần, Diệp Huyền đều đã ở cảnh giới bất tử, thực lực mạnh ngang với chân tiên. Với những người theo anh từ lâu, Ngô Bình luôn cung cấp cho họ đủ tài nguyên cũng như đưa ra ý kiến chỉ bảo kịp thời. Vì thế ai cũng có nền móng vững chắc, sau này nếu có đột phá đều sẽ trở thành cường giả tuyệt thế.
Anh nhanh chóng gọi nhóm Lý Thiên Thạch đến Huyền Nguyên Môn, sau đó mở 4 điểm nhân tàng, 3 điểm bí tàng và 3 điểm thiên tàng cho họ, đồng thời còn truyền thụ cho họ Bất Tử Kinh và Đoạt Thiên Kinh bản giản lược. Nhóm Diệp Huyền vừa đến thì các hung thú và yêu vật ở đây đều tỏ vẻ coi thường với họ, dẫu sao nhân tộc cũng không mạnh bằng họ. Nhưng sau khi tiếp xúc làm quen, họ mới biết nhóm Diệp Huyền mạnh đến mức nào, họ có thể đánh 1-10. Ngô Bình lo thần tộc còn có hành động tiếp nên tạm thời ở lại đây. Đã lâu Ngô Bình không tu luyện công pháp của Điện Đường Cực Võ nên tranh thủ cơ hội này để tu luyện Hoàng Cực Võ Thể sau hủy diệt quyền kinh. Hoàng Cực Võ Thể giúp tăng mọi mặt cho cơ thể, từ đó rất hợp với việc tu hành võ đạo. Thể chất của Ngô Bình đã lớn mạnh từ lâu, vì thế tu luyện Hoàng Cực Võ Thể với anh cực kỳ dễ, chưa đến nửa tiếng sau thì anh đã luyện thành rồi. Lúc này, thể chất của anh có thể nói đã đạt đến thể trạng tuyệt vời nhất. Bất kể công pháp hay võ kỹ gì cứ học là biết, cứ luyện là thành công, thể chất của anh gần như sinh ra để luyện võ. Nhưng Hoàng Cực Võ Thể có 5 cấp, hiện giờ anh mới chạm tới cấp 1, còn 4 cấp nữa cần tu luyện. Trong lúc tu luyện nhàn rỗi, Ngô Bình đã lấy dược liệu ở thế giới song song ra để luyện đan, nhằm giúp đệ tử của Huyền Nguyên Môn tăng cao tu vi. Loáng cái hơn chục ngày đã trôi qua, thần tộc vẫn không có động tĩnh gì. Còn Ngô Bình thì không chỉ luyện xong 5 cấp của Hoàng Cực Võ Thể, mà còn luyện Đoạt Thiên Kinh đến tầng thứ 9. Đoạt Thiên có 9 tầng, anh đã thử đột phá hai cảnh giới phía sau Đoạt Thiên là Lăng Thiên và Đoạt Thiên. Cảnh giới Lăng Thiên là dùng sức mạnh áp đảo đại đạo của trời đất, không cần quan tâm đến trật tự nữa. Nhưng quá trình này chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, với thực lực hiện giờ Thích Ngô Bình chỉ giữ được vài giây. Nhưng trong thời gian đó, anh đã có thể phát huy các sát chiêu mạnh mẽ để tiêu diệt kẻ địch rồi. Cảnh giới này không quá khó nên Ngô Bình chỉ mất 3 ngày là đột phá, còn cảnh giới Đoạt Thiên phía sau thì anh có cố thế nào cũng không thành công. Đoạt Thiên là chiếm đoạt vận may của tự nhiên, đảo ngược trật tự vốn có, mượn sức mạnh của trời đất để điều khiển thiên ý, vì thế cực kỳ khó hoàn thành. Trong Ngô Bình đang vắt óc suy nghĩ thì chợt có một truyền thừa của Ngọc Hoàng xuất hiện trong đầu anh. Truyền thừa của Ngọc Hoàng đã có ghi chép rất rõ về cảnh giới này, người cho rằng Đoạt Thiên không thể cậy mạnh mà phải thực hiện gián tiếp để điều khiển được ý chí của thiên đạo. Vì thế, Ngô Bình đã tham khảo những kiến nghị này rồi thử dùng Liên Hồng Đái Biển để điều khiển thiên đạo. Lần này, quả nhiên anh đã nhìn thấy tia hy vọng, nhưng rất mỏng manh, thao tác vẫn gặp nhiều khó khăn. Xem ra cách của Ngọc Hoàng cũng không ổn, lẽ nào mình buộc phải đạt đến bước biến đổi cuối cùng, hoàn thành Đoạt Thiên Kinh tầng thứ 10 thì mới có thể đột phá được cảnh giới này ư? Anh đang suy nghĩ cách đột phá thì có một luồng sức mạnh khủng bố chợt tích tụ trên đỉnh đầu, sau đó có hơn chục ảo ảnh ở phía xa xa lúc ẩn lúc hiện, một ảo ảnh nói, tên này cũng giỏi đấy, vừa hay chúng ta có thể nhân đây để giết nó. Một ảo ảnh khác nói, cậu ta dám đoạt thiên cơ à, ha ha. Không biết tất cả những người đoạt thiên cuối cùng đều hồn bay phách tán hay sao, với thực lực của cậu ta thì chúng ta khó mà ra tay ở khuyên giới được. Nhân tiện cậu ta đang chọc giận thiên đạo, chúng ta đổ thêm dầu vào lửa cho cậu ta xong đời luôn. Đoạt thiên chỉ là vọng tưởng của nhân tộc, tên ngu xuẩn này lại tin là thật, ha ha. Những hành động trong những ngày qua của Ngô Bình đã làm kinh động đến nhiều cường giả, trong đó có hung thú, yêu thú, thần tộc, đương nhiên cũng có nhân tộc. Họ đều muốn anh chết, không thì anh sẽ trở thành mối đe dọa của họ. Tai kiếp vừa xuất hiện, Ngô Bình đã cảm nhận được điều không ổn ngay. Anh nhanh chóng thi triển thuật khi thiên và hóa thành tia sáng rời đi. Ngay sau đó, anh đã dùng phù văn trong tay để chạy đến thiên ngoại thiên. Người đâu rồi, thấy Ngô Bình đột nhiên biến mất, đám người đang móng thấy anh chết đều nhao cả lên. Chết, để cậu ta chạy thoát rồi. Hừ. Cậu ta đã bị thiên đạo nhắm tới rồi, trừ khi chính thức đột phá được cảnh giới, không thì một khi thi triển thực lực sẽ bị thiên đạo truy sát ngay. Lúc này, đúng là Ngô Bình đang ở trạng thái không tốt. Anh dùng tạm thuật khi thiên nên để che giấu tình trạng của bản thân. Hơn nữa, bây giờ anh không thể dùng công pháp trước đó, không thì sẽ bị thiên đạo nhắm tới và xử lý ngay. Hỏng rồi, bây giờ mình có tu vi thấp quá, tất cả sức mạnh trước đấy đều không dùng được. Ngô Bình nghiêm mặt, sau đó có cảm giác như bị sập bẫy, lẽ nào Đoạt Thiên Kinh chuyên dùng để bẫy các thiên kiêu như anh ư? Lúc này,
anh lại xuất hiện ở Thiên Ngoại Thiên, tại một thị trấn cách thành Ngọc Hoàng không xa. Ngô Bình của lúc này cao chưa đến 1m7, tuổi chỉ khoảng 17-18, vẫn là một thiếu niên. Nhưng anh cũng đành chịu, để lừa trời, anh đành biến thành bộ dạng thế này, vì chỉ có thế thì mới lừa được thiên đạo. Phải nghĩ cách liên lạc với Tống Ngọc Nhan và Đỗ Ngọc Kiều mới được. Hiện giờ, cơ thể của Ngô Bình rất yếu, toàn bộ sức mạnh đều đã bị ẩn, anh đã hoàn toàn giống một người bình thường. Điều nguy hiểm hơn là anh không thể tu luyện gì hết, vì bất kể anh tu luyện cái gì thì cũng sẽ bị thiên đạo phát hiện ra rồi tiêu diệt. Nếu anh không thể tu luyện thì không thể thi triển tài năng, vì thế Ngô Bình đành nghĩ cách đến thành Ngọc Hoàng. Anh đi tới đường lớn của thị trấn, vừa hay có một chiếc xe ngựa đi qua. Chiếc xe này rất đẹp, hơn nữa còn có 4 con ngựa kéo xe, chắc chắn chủ xe là một người có địa vị rất cao quý. Thấy chiếc xe cũng đang đi về phía thành Ngọc Hoàng, Ngô Bình lập tức lao ra chặn xe lại. Người đánh xe giật bắn mình, sau đó vội vàng kéo cương ngựa, lũ ngựa hí dài rồi giơ vó trước lên cao, bên trong kiệu vọng ra tiếng trách mắng, đánh xe kiểu gì thế hả? Người đánh xe tái mặt đáp, xin lỗi tiểu thư, có người chặn đường ạ. Dứt lời, hắn lao về phía Ngô Bình rồi chửi bới, cậu làm gì thế hả? Chán sống rồi à? Ngô Bình cười trừ rồi nói, anh ơi, anh cho tôi đi nhờ được không, tôi muốn đến thành Ngọc Hoàng. Người đánh xe tức giận nói, không thừa chỗ đâu mà cho cậu đi nhờ, tránh ra mau. Cách Ngô Bình chặn xe đã khiến người đánh xe nổi giận. Vì thế hắn đã từ chối ngay thỉnh cầu của anh. Đột nhiên có người vén rèm xe ra, một cô gái khoảng 17-18 tuổi liếc nhìn Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình đã thay đổi hình dáng thành một cậu thiếu niên tuấn tú, cô gái vừa nhìn anh đã không khỏi cảm thán, cho anh ta lên đi. Ngô Bình mừng rỡ rồi chắp tay với cô gái, cảm ơn cô, dứt lời, anh chui tọt vào trong. Khoang xe rất rộng, có một chiếc bàn và vách xung quanh để ngồi. Cô gái này ngồi đối diện cửa, bên cạnh có một nha hoàn kém cô ấy mấy tuổi. Làm phiền cô rồi, Ngô Bình hành lễ, sau đó ngồi xuống phía bên trái của cô gái. Cô gái lén nhìn Ngô Bình, càng nhìn càng thấy thuận mắt nên hỏi, công tử là người ở đâu? Ngô Bình, tôi ở dưới quê, lên thành Ngọc Hoàng để tìm chị gái. Cô gái, chị anh ở thành Ngọc Hoàng à? Cô ấy làm nghề gì? Ngô Bình, chị tôi giỏi lắm, là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông đấy. Cô gái có vẻ ngạc nhiên, anh có nói khoác không thế? Chị anh là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông ư, thế sao anh lại ăn mặc rách dưới thế kia? Để tránh bị thiên đạo truy sát, ngoài thay đổi diện mạo ra, Ngô Bình cũng đổi sang quần áo của người dân bình thường. Anh hắng giọng rồi nói, cô đừng trông mặt mà bắt hình dong, nếu phán đoán về một người qua quần áo thì là quá nông cạn. Cô gái chẹp miệng, nếu tôi mà có một người chị gái là đệ tử của Ngọc Hoàng Tông thì không có chuyện không có nổi xe ngựa đâu. Ý của cô ấy là Ngô Bình ra ngoài phải bắt xe ngựa đi nhờ thì chứng tỏ không có tiền. Nếu anh là em của đệ tử Ngọc Hoàng Tông thì có thể không có nhiều tiền, nhưng chắc chắn phải có xe ngựa. Ngô Bình thờ dài nói, hổ thẹn quá. Thật ra trước đó tôi không ăn vận thế này đâu, nhưng quần áo và tiền đều đã bị cướp giữa đường. Quần áo tôi đang mặc cũng là hỏi mượn người khác đó. Cô gái lập tức tin ngay, thậm chí còn thấy cảm thông cho Ngô Bình rồi hỏi, chú ba của tôi buôn bán ở thành Ngọc Hoàng, vừa hay tôi đang định đến đó, anh đi cùng tôi luôn nhé. Ngô Bình, cảm ơn cô nhiều. Cô gái, mà trông anh đẹp trai thật đấy, tiếc là không có tu vi. Mà trong thế giới của chúng ta bây giờ, không có tu vi là không được đâu. Ngô Bình thầm nghĩ mình có tu hành hay không đâu liên quan gì đến cô ấy, nhưng vẫn cười nói, xin hỏi cô tên gì? Cô gái, tôi là Thanh Sương. Ngô Bình, Thanh Sương, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy, Ngô Bình nhanh chóng nịnh bợ người ta. Thanh Sương đỏ mặt nói, điều vừa thôi. Ngô Bình nghiêm chỉnh nói, tôi nói thật mà, đúng ra chị tôi là đẹp nhất trong phạm vi 800 dặm quanh đây rồi. Nhưng so với cô thì chị ấy vẫn kém sắc hơn một chút. Thanh Sương sáng mắt lên, có thật không? Ngô Bình, thật mà, lát cô gặp chị tôi là biết ngay, chị ấy cũng đẹp nhất. Thanh Sương rất vui, cô ấy hỏi, công tử tên gì? Ngô Bình, tôi là Ngô Bình. Thanh Sương, Ngô công tử,
Ngọc Hoàng Tông là một trong các thế lực mạnh nhất của Thiên Ngoại Thiên, chỉ của anh là đệ tử ở đó thì chắc tương lai không phải lo cơm ăn áo mặc, không biết công tử đã có hôn phối chưa? Ngô Bình nói, chị tôi đã giới thiệu vị hôn thê cho tôi rồi, nghe nói là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Ngoại Thiên. Thanh Sương ngẩn ra rồi tỏ vẻ ghen tị, đệ nhất mỹ nữ của Thiên Ngoại Thiên ư. Cô ấy tên gì? Ngô Bình nào biết người ta tên gì nên đành nói, tôi không nói được. Thanh Sương chẹp miệng, không nói được thì là khoác lác rồi. Đúng lúc này, xe ngựa chợt đi chậm lại, người đánh xe nói, tiểu thư, phía trước có một tửu lâu, có cần dừng lại nghỉ chân không ạ? Thanh Sương, tôi đói rồi, ăn chút gì đi đã. Tửu lâu mở cạnh thị trấn, Ngô Bình muốn đến thành Ngọc Hoàng ngay nên nói, Thanh Sương này, cô hoàn hảo mọi mặt, nhưng mỗi tội hơi béo, tốt nhất nên hạn chế ăn uống lại. Nào ngờ, vừa nghe thấy thế, Thanh Sương đã sáng mắt lên rồi hỏi, thật không? Anh thấy tôi béo ư? Ngô Bình ngẩn ra, chuyện gì thế này, hình như cô ấy có vẻ rất vui thì phải. Nha hoàn cười nói, tiểu thư, em đã bảo cô béo hơn tháng trước một chút rồi mà. Cô thấy chưa, Ngô công tử đây cũng phát hiện ra rồi. Thanh Sương cười nói, ừ, xem ra đúng là tôi béo lên thật, làm tôi cứ lo mình không mập lên được. Ngô Bình câm nín một lát rồi hỏi, lẽ nào tiêu chuẩn sắc đẹp ở đây là béo à? Thanh Sương nhìn anh như nhìn một tên ngốc, gì mà ở đây, đó là tiêu chuẩn sắc đẹp của cả Thiên Ngoại Thiên đấy. Lần trước, Lư tiểu thư của Thành Ngọc Hoàng đã được rất nhiều công tử theo đuổi chỉ vì béo. Hai, nếu tôi cũng béo được như cô ấy thì tốt biết bao. Nha hoàn an ủi, tiểu thư, chẳng mấy nữa cô cũng béo được như Lư tiểu thư thôi. Ngô Bình bó tay rồi đành theo họ xuống xe. Anh leo lên xe này đến nay chưa ra khỏi trấn thì đã phải xuống, đúng là tốn thời gian mà. Tửu lâu này rất bình thường, Thanh Sương đặt một phòng bao trên tầng 2, cửa sổ ở phòng này có thể nhìn thấy đường lớn. Ngô Bình không ngờ hai cô gái có sức ăn lớn đến vậy, họ gọi cả bàn thức ăn to vật. Anh cũng ăn đi, Thanh Sương thấy Ngô Bình có vẻ ngoài tuấn tú nên rất có thiện cảm với anh. Ngô Bình, hai cô cứ tự nhiên, tôi không đói. Đúng là anh không đói, vì với diện mạo hiện giờ, anh không thi triển được thực lực nên chẳng thiết tha ăn uống gì. Vì thế, anh bê ghế ra cửa sổ ngồi nhìn ra bên ngoài. Thanh Sương mặc kệ anh rồi bắt đầu đánh chén. Khoảng 10 phút sau, một cậu thiếu niên trông như ăn xin đi tới cửa tửu lâu như muốn xin ăn. Cậu ấy khoảng 18 tuổi, mặt mũi đen nhẻm, tay còn bị thương, eo dắt một thanh đao ngắn. Chủ quán thấy thế thì xua tay đuổi ngay, đi đi, chúng tôi hết đồ ăn rồi. Cậu thiếu có ánh mắt kiên nghị, thấy người ta không cho mình thì quay người đi ngay. Ngô Bình dao động, bằng mắt thường anh cũng nhìn ra cậu ấy có tư chất rất tốt, nhưng thiên bẩm bị hạn chế. Song, trên người cậu ấy lại có một luồng khí tức đặc biệt. Cậu em, nếu không chê thì mời lên đây cùng ăn với bọn tôi, anh nói với cậu ấy. Cậu thiếu niên ngước lên nhìn Ngô Bình với vẻ ngạc nhiên, cậu ấy đã đến thế giới này nửa tháng, nhưng Ngô Bình là người đầu tiên có thiện cảm với cậu ấy. Ngô Bình đứng dậy rồi cười nói, lên đây đi, ông chủ, đây là bạn tôi, đừng làm khó cậu ấy. Chủ quán thấy khách trên tầng lên tiếng thì cũng không nói gì nữa, mà để mặc cậu thiếu niên đi lên trên. Thanh Sương đang ăn thì tỏ vẻ quái lạ nhìn Ngô Bình rồi hỏi, anh tự ý mời người khác lên ăn đồ của tôi thế có được không? Ngô Bình, ai ăn đồ của cô? Chúng tôi gọi bàn khác. Trong phòng bao có hai cái bàn, anh ngồi luôn xuống một cái bàn khác. Cậu thiếu niên đi lên xong thì chắp tay với Ngô Bình, cảm ơn anh. Ngô Bình cười nói, đừng khách sáo, ra ngoài thì ai chẳng có lúc gặp khó khăn, mời ngồi. Anh giơ tay gọi tiểu nhị rồi gọi thêm một bàn đồ ăn mới. Thanh Sương hỏi, Ngô công tử, anh không có tiền cơ mà. Lát thanh toán thì tôi không trả thay anh đâu. Ngô Bình đã bôn ba nhiều nơi nên lúc nào trên người cũng có ít đồ giá trị. Anh lấy một miếng ngọc bội ra rồi nói, miếng ngọc bội này rất đáng giá, tôi thừa sức trả được bữa ăn này. Cậu thiếu niên thấy Ngô Bình định đổi miếng ngọc bội để mời mình ăn bữa này thì vội nói, anh ơi! Thanh đao của em cũng đáng giá lắm, hay anh lấy nó mà đổi. Ngô Bình cười nói, thế sao được, thanh đao này của cậu có lai lịch bất phàm, bán đi thì tiếc lắm.
Cậu thiếu niên ngạc nhiên hỏi, anh biết điều ấy ư? Ngô Bình, không chỉ thanh đao mà ngay chính cậu cũng đỉnh lắm đấy, xưng hô sao nhỉ? Cậu thiếu niên, em là Trương Tinh Dã. Ngô Bình, Tinh Dã, cậu có biết ngay khi tôi nhìn thấy cậu đã có cảm giác gì không? Trương Tinh Dã tò mò hỏi, anh có cảm giác gì? Ngô Bình, vừa nhìn, tôi cứ tưởng cậu chính là người anh em đã thất lạc nhiều năm của tôi, hai người trông giống nhau lắm. Trương Tinh Dã ngẩn ra, người anh em đó của anh đã đi đâu rồi? Ngô Bình, đây chỉ là một ví dụ chứng tỏ chúng ta rất có duyên thôi, à tôi là Ngô Bình. Trương Tinh Dã, anh Ngô, anh cũng là người đầu tiên ở thế giới này đối xử tốt với em. Ngô Bình cười nói, khách tu như cậu sẽ hơi khó sống ở đây. Trương Tinh Dã thở dài nói, lúc em mới đến đây, mọi người cũng khách sáo lắm, nhưng về sau thấy em không thể tu luyện thì không để ý đến em nữa. Sau nữa thậm chí họ còn đánh đuổi em ra khỏi địa bàn của mình. Ngô Bình, cậu không thể tu luyện ư? Lạ thế nhỉ? Trương Tinh Dã cười trừ, em cũng thấy lạ, dù gì sư phụ ở thế giới của em cũng từng bảo tư chất của em tốt lắm mà. Ngô Bình, xem ra cậu và tôi đến từ hai thế giới khác nhau, ở thế giới của tôi cũng có tư chất tốt lắm. Trương Tinh Dã quan sát anh cũng không thể tu luyện giống em à. Ngô Bình thở dài, ừ, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không thể tu luyện được. Lúc này, đồ ăn đã được mang lên, Trương Tinh Dã đã đói mềm người nên ăn như hổ đói ngay. Chờ cậu ấy ăn xong thì Ngô Bình cười nói, Tinh Dã, tôi khá am hiểu y thuật, hay để tôi tìm nguyên nhân không thể tu luyện cho cậu nhé. Trương Tinh Dã mừng quính, anh Ngô biết y thuật ạ. Thế thì tốt quá rồi. Ngô Bình bắt mạch cho cậu ấy rồi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Trong cơ thể của Trương Tinh Dã có một luồng sức mạnh kỳ lạ, nó rất tham lam, dù Trương Tinh Dã có tu luyện thế nào thì nó cũng cắn nuốt hết để làm lợi cho mình. Anh hỏi, Tinh Dã, cậu có biết trong người mình có một luồng sức mạnh kỳ lạ không? Nghe thấy thế, Trương Tinh Dã biến sắc mặt nói, chắc là nó rồi. Ngô Bình hỏi ngay, sao nó lại chui được vào người cậu? Trương Tinh Dã lập tức kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình nghe, thì ra 12 năm trước, cậu ấy có tư chất bình thường, tuy xuất thân từ gia tộc tu hành nhưng luôn bị coi thường. Vào ngày sinh nhật năm 12 tuổi, có một tia sáng màu tím giáng từ trên trời xuống người cậu ấy. Từ đó trở đi, cậu ấy đã trở thành một thiên tài tu hành, tu vi tăng nhanh đột biến, thậm chí cậu ấy còn có tư chất đến thiên ngoại thiên tu hành. Kể xong, Trương Tinh Dã thở dài nói, em nghĩ anh đang hỏi em về thứ này. Ngô Bình, tôi nghĩ mình biết lý do rồi. Trước khi đến thiên ngoại thiên, thật ra không phải cậu tu luyện đâu, mà là tia sáng tím đó. Trương Tinh Dã ngẩn ra, không phải em tu luyện ư? Ngô Bình gật đầu, thiên hạ đệ nhất thiên kiêu có tư chất phi phàm thật ra có bản thể màu tím, nó chỉ mượn thân xác cậu để tu luyện thôi. Về sau, cậu đến thiên ngoại thiên. Do môi trường thay đổi nên nó bắt đầu bài xích cậu, điều này khiến cậu không thể tiếp tục tu luyện được. Trương Tinh Dã tỏ vẻ vô cùng thất vọng, thì ra mọi thứ đều không liên quan đến em. Ngô Bình cười nói, đừng buồn, không có nó thì cậu vẫn tu luyện được mà, nhưng không nhanh được như trước thôi. Trương Tinh Dã, nhưng giờ nó có cho em tu luyện đâu, làm thế nào bây giờ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cảm thấy thứ này rất đặc biệt. Hình như không thuộc về vũ trụ này, anh đắn đo không biết có thể dùng nó để che giấu khí tức của mình hay không. Nghĩ đến đây, anh nói, Tinh Dã, nếu cậu tin tôi thì tôi có thể giúp cậu. Trương Tinh Dã gật đầu, em tin anh. Ngô Bình lấy mấy tiên châm ra rồi châm lên cánh tay của Trương Tinh Dã, sức mạnh kia bị kích thích nên đã di chuyển sang tay phải. Lúc này, Ngô Bình đã túm lấy tay phải của Trương Tinh Dã rồi căm kim châm cứu vào. Một tia sáng màu tím đã hóa thành sương mù rồi thẩm thấu vào cánh tay của Ngô Bình. Nó vừa vào người anh thì đã chạy đến mọi tế bào. Không lâu sau, Ngô Bình cảm thấy khí tức của mình đã bị nó che phủ, anh có cảm giác mình đã bị ngăn cách với vũ trụ này. Hay quá, Ngô Bình sáng mắt lên, sức mạnh của anh dần hồi phục và ngày càng mạnh lên. Loáng cái, tia sáng tím cũng bắt đầu khiếp sợ sức mạnh của anh và định trốn ra ngoài. Tiếc là Ngô Bình không cho nó đi, anh đã nhốt nó lại, khiến nó không thể cử động. Lúc này,
tia sáng đã phát tín hiệu với anh như muốn nói, xin lỗi, tôi không nên chọc vào anh, hy vọng anh có thể thả tôi đi, anh mạnh thế này thì tôi không có giá trị gì với anh đâu. Ngô Bình, nếu đã đến rồi thì ngoan ngoãn ở lại đi, ta thấy người rất thú vị, ta sẽ giúp người mạnh mẽ hơn. Tia sáng hào hứng nói, anh có thể giúp tôi mạnh hơn ư? Ngô Bình, đương nhiên, người không thấy ta mạnh hơn người à? Tia sáng, đúng, anh mạnh hơn tôi cả chục lần. Ngô Bình, người không thuộc về vũ trụ này đúng không? Tia sáng, đúng vậy, tôi là một trong những thứ mạnh nhất ở một vũ trụ khác, tiếc là đã bị mấy cường giả bao vây, để giữ mạng sống, tôi đành đến đây. Ngô Bình, người có tên không? Tia sáng, anh có thể gọi tôi là Thanh Minh. Ngô Bình hỏi, Thanh Minh, người theo Trương Tinh Giã đã lâu, chắc biết trình tự tu hành của thế giới này nhỉ? Người cảm thấy kẻ mạnh ở chỗ bọn ta và kẻ mạnh ở vũ trụ các ngươi, bên nào mạnh hơn? Thanh Minh nói, tất nhiên là trình độ tu hành của vũ trụ bọn tôi cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, vũ trụ anh đang ở vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình biến đổi, vẫn chưa đủ sinh ra sinh mệnh lớn mạnh. Ngô Bình bảo, chỗ bọn ta có kẻ mạnh cấp đạo tôn, còn có thần tộc. Thanh Minh cười khẩy, cái gọi là thần tộc, cùng lắm chỉ có thể xem là sinh linh thấp kém ở vũ trụ bọn ta thôi. Còn đạo tôn mà anh nói ấy hả, khi ta trưởng thành, sẽ có thể giết chết đạo tôn chỉ trong một giây đấy. Ngô Bình cười lạnh lùng, Thanh Minh, người khoác lác như thế thấy hay ho lắm à? Thanh Minh đáp, không phải khoác lác, sau này anh sẽ biết thôi. Trương Tinh Giã thấy Ngô Bình mãi không để ý đến mình mà cứ ngồi thử ra, bèn hỏi, anh Ngô, anh không sao chứ? Ngô Bình sực tỉnh, cười đáp, tôi không sao, anh Tinh Giã. Tử quang trong cơ thể anh đã bị tôi diệt trừ, về sau anh có thể tu luyện rồi. Trương Tinh Giã cảm nhận một chút, đúng là có thể tu luyện rồi. Anh ta cảm mừng, cảm ơn anh Ngô. Ngô Bình nói, thật ra tôi nên cảm ơn anh, cái này, xem như là quà cảm ơn của tôi đi. Nói đoạn, anh điểm vài cái lên người Trương Tinh Giã. Ngay lập tức, vài luồng sức mạnh bí ẩn tiến vào cơ thể anh ta. Bốn nhân tàng, ba bí tàng, ba thiên tàng của Trương Tinh Giã đều được sức mạnh này mở ra. Trương Tinh Giã lập tức khoanh chân ngồi thiền và tu luyện để cảm nhận những lợi ích này. Ở bên cạnh, Thanh Sương hỏi, anh Ngô đã ăn xong rồi chứ? Ngô Bình cười đáp, xong rồi. Thanh Sương, tiền cơm của cô, tôi sẽ trả luôn. Nói xong, anh để mấy miếng vàng lá lên bàn. Bây giờ anh đã khôi phục tu vi, tất nhiên có thể dùng đến đồ trong động thiên. Thanh Sương trợn mắt, hóa ra anh có tiền. Ngô Bình hỏi, cô Thanh Sương có muốn cùng đến Thành Ngọc Hoàng không? Thanh Sương đáp, dĩ nhiên rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tuy đã hồi phục tu vi, Ngô Bình vẫn ngồi xe ngựa. Người đánh xe vừa thúc ngựa một cái liền cảm thấy phong cảnh hai bên nhanh chóng lui lại, chưa kịp phản ứng đã thấy xe đến trước cổng Thành Ngọc Hoàng. Người đánh xe a lên, kêu to, gặp ma rồi. Thanh Sương không nhận ra, chỉ hỏi, chuyện gì vậy? Người đánh xe thốt lên, cô mau ra đây xem đi. Thanh Sương ló đầu ra rồi sững cả người, Thành Ngọc Hoàng đã ở ngay trước mặt. Cô ấy khẽ hô lên, chuyện gì thế này? Rõ ràng tôi mới ngồi vào xe ngựa mà, sao xe đã đến Thành Ngọc Hoàng rồi? Đừng nói là tôi nằm mơ đấy nhé. Ngô Bình cười bảo, cô không nằm mơ. Cô Thanh Sương, tôi xin phép đi trước. Nếu có thời gian, cô có thể đến Ngọc Hoàng Tông tìm tôi. Anh vẫy tay tạm biệt, để lại Thanh Sương vẫn đang ngồi sững sờ. Đến khi cô ấy hoàn hồn, định tìm Ngô Bình thì không còn thấy bóng dáng anh nữa. Đến Ngọc Hoàng Tông, khi Ngô Bình xuất hiện, không ai nhận ra anh, dù sao anh cũng đã đổi một diện mạo khác. Có điều anh có thể nói ra tên của Chu Ngọc Nhan, nên không ai ngăn cản anh cả. Bây giờ Chu Ngọc Nhan là một trong những đệ tử được tông chủ xem trọng nhất. Lúc này Chu Ngọc Nhan đang tu luyện trong sân, bỗng nhiên có người đến báo cáo rằng em trai cô ấy đến tìm. Chu Ngọc Nhan thấy rất lạ, mình có em trai từ khi nào vậy? Nhưng cô ấy rất tinh tế, bảo họ đưa khách vào. Khi trông thấy Ngô Bình, Chu Ngọc Nhan cười hỏi, cậu là em trai tôi? Ngô Bình đáp, đúng đó, chị, chúng ta cùng ngồi xe ngựa trên trấn, còn bị người ta truy sát.
Đối phương vừa lên tiếng, Chu Ngọc Nhan đã biết đây chính là Ngô Bình. Cô ấy cười nói, em trai đã lớn ngần này rồi, suýt nữa chị không nhận ra đấy. Cô ấy bảo những người khác lui đi rồi đưa Ngô Bình vào phòng, ngạc nhiên hỏi, sao anh lại trông như thế này? Ngô Bình cười đáp, thế này không đẹp à? Đi đường có một cô gái luôn miệng khen tôi điển trai đấy. Chu Ngọc Nhan nói, ý tôi là, sao anh lại biến thành tướng mạo khác, có phải có chuyện gì không? Ngô Bình gật đầu, e rằng tạm thời chỉ có thể cho mọi người xem gương mặt này thôi. Sao hả, đẹp trai không? Chu Ngọc Nhan đảo mắt, đẹp trai. Ngô Bình thở dài, lý do cụ thể thì tôi sẽ giải thích với cô sau. Tóm lại, sau này thân phận của tôi là em trai cô. Chu Ngọc Nhan mỉm cười, được rồi, tôi sẽ nhận cậu em này. Ngô Bình hỏi, Đỗ Ngọc Kiều đâu rồi? Chu Ngọc Nhan đáp, đang bế quan, có muốn gọi cô ấy không? Ngô Bình nói, không cần, mấy ngày tới, tôi sẽ tu luyện ở chỗ cô, hồi phục năng lực. Chu Ngọc Nhan bảo, được, anh cần gì, tôi sẽ giải quyết giúp anh. Sau đó Ngô Bình tu luyện ở chỗ Chu Ngọc Nhan. Lúc tu luyện, Thanh Minh liên lạc với anh, tôi cảm thấy thứ anh tu luyện quá phức tạp. Đại đạo rất đơn giản, không cần những thứ dư thừa. Ngô Bình hỏi, thứ ta tu luyện đúng là rất phức tạp, nhưng đây cũng là quá trình tìm tòi của ta. Thanh Minh, tu sĩ ở chỗ ngươi tu luyện thế nào? Thanh Minh đáp, trạng thái sinh mệnh của mọi người không giống nhau, cách tu luyện của chúng tôi có lẽ không hợp với anh. Học hỏi cái hay của người khác để sửa đổi thiếu sót của mình. Ngươi cứ nói cho ta nghe thử. Ví dụ như ta thăng lên cảnh giới đoạt thiên, kết quả bị đại đạo truy sát, suýt chết. Thanh Minh hỏi chi tiết về quá trình tu luyện và nội dung của đoạt thiên kinh, đoạn bảo công pháp không có vấn đề gì, nhưng có lỗ hổng trong cách xử lý. Kẻ mạnh đoạt thiên vốn không sợ hãi thực lực của đại đạo, bị đại đạo truy sát mà anh cũng sợ thì còn nghĩ đến chuyện đoạt thiên làm gì. Ngô Bình thở dài, trước đây ta chưa từng tu luyện, ai mà biết sẽ thành ra như vậy. Thanh Minh, bây giờ ngươi có đề nghị gì hay không? Thanh Minh đáp, không có cách hay nào cả. Hiện tại anh chỉ có thể âm thầm nâng cao tu vi với sự giúp đỡ của tôi. Ngô Bình nói, tuy có người giúp đỡ, ta có thể che đậy khí tức của mình, nhưng ta vẫn không thể thi triển đòn quá mạnh. Thanh Minh, mọi chuyện trông cậy vào ngươi. Ngươi mau chóng nâng cao tu vi. Sau này mà gặp phải đối thủ quá giỏi, chỉ đành trông chờ ngươi ra tay thôi. Thanh Minh bảo, tôi vẫn đang thích nghi với vũ trụ của anh. Nhưng với sự hiểu biết hiện giờ của tôi, cách tu hành ổn thỏa tốt đẹp nhất bây giờ có lẽ là tiến hóa. Ngô Bình đáp lời, tiến hóa ư. Việc tu luyện của chúng ta thật ra cũng là quá trình tiến hóa. Nhân tiên đến địa tiên đến thiên tiên đến kim tiên, đều là sự nhảy vọt của trình độ sinh mệnh. Thanh Minh nói, tôi vẫn còn yếu, phải nhanh chóng tiến hóa, nâng cao năng lực mới có thể phù hợp với môi trường của vũ trụ các anh. Ngô Bình giật mình, ta biết một nơi, ở đó có thể đẩy nhanh tốc độ tiến hóa lên gấp vạn lần, ngươi có muốn thử không? Nơi có thể gia tăng tốc độ tiến hóa mà Ngô Bình nói chính là vùng thử luyện. Vừa nghe anh nhắc đến một nơi như vậy, Thanh Minh lập tức hào hứng bảo, được. Bây giờ chúng ta đến đó ngay đi. Đến vùng thử luyện lần nữa, Ngô Bình đã rất quen thuộc với nơi này. Anh đến thẳng khu vực trung tâm của vùng thử luyện. Thanh Minh nói, tốt lắm, ở đây có trận pháp đặc biệt, tôi cảm thấy mình đang không ngừng tiến hóa. Ngô Bình hỏi, Thanh Minh, bây giờ ngươi còn rất yếu. Thời gian này, ngươi cứ ở đây, từ từ cải thiện. Khi Thanh Minh tu luyện, Ngô Bình cũng không rảnh rỗi, môi trường thế này cũng giúp anh tăng tốc tiến hóa. Thế là anh bắt đầu tu luyện thần tiên kinh. Thần tiên kinh này do Vĩnh Hằng Đạo Tôn sáng tạo ra, nó kết hợp tu hành tiên đạo và thần tộc, nền tảng là sự tiến hóa của thần tộc. Năm tầng đầu của thần tiên kinh đều liên quan đến tiến hóa. Ngô Bình đang trên đường tiến hóa, đã đi đủ xa rồi. Vậy nên năm tầng đầu tiến triển khá thuận lợi, anh chỉ mất 2 ngày đã hoàn thành. Tầng 6 đến tầng 10 của thần tiên kinh mới là tu tiên chính thức. Ý niệm là dùng tiến hóa của thần tộc đặt nền tảng vững chắc, sau đó tu luyện công pháp tiên đạo mạnh nhất, việc này giống như là chiết cành thực vật vậy, lấy dài bù ngắn. Trong tu luyện tiên đạo, Ngô Bình đã đi đầu từ rất lâu rồi, thậm chí còn làm được rất nhiều chuyện mà tiền nhân không làm được.
Long môn cửu biến của anh đã mở nhân tàng cuối cùng, cùng tất cả bí tàng và thiên tàng. Những thứ này đã giúp anh tu luyện cực nhanh. Chưa đến một ngày, anh đã tu luyện xong tầng 10 của thần tiên kinh, bắt đầu tu luyện 12 tầng sau. Thần tiên kinh có hai giai đoạn, 10 tầng đầu là nền tảng. 12 tầng sau là nâng cao, nó và 4 cảnh giới lớn, 12 cảnh giới nhỏ của đầu hư thần vực đối ứng với nhau. Trong đó, tu sĩ có thể đạt cảnh giới lớn thứ 2 là tiên vương, tu sĩ của cảnh giới lớn thứ 3 là tiên hoàng, đến cảnh giới lớn thứ 4 gọi là thủy tiên. Tu luyện 12 cảnh giới nhỏ ở giai đoạn sau không hề dễ dàng. Ngô Bình mất 3 ngày mới đột phá đến cảnh giới nhỏ đầu tiên, cảnh giới tiên nguyên. Cảnh giới tiên nguyên là cần phải sản sinh năng lượng tiên nguyên trong cơ thể. Cách đây rất lâu, khi tu luyện thiên phù kinh, Ngô Bình đã luyện được tiên nguyên. Chẳng qua loại tiên nguyên ấy và tiên nguyên bây giờ có rất nhiều khác biệt. Song kinh nghiệm trước đó đã giúp tốc độ tu luyện tiên nguyên của anh nhanh hơn rất nhiều. Trong thần tiên kinh nhận định rằng, bắt đầu từ lúc tiên nguyên mới sinh ra, đã có thể quyết định tương lai của một thần tiên đi được bao xa, nên anh đã định phẩm cấp cho tiên nguyên. Mạnh nhất là tiên phẩm chí tôn, sau đó là hoàng phẩm, vương phẩm, sau đó nữa là cửu phẩm đến nhất phẩm, trong đó, cấp bậc cao nhất dưới vương phẩm là nhất phẩm. Lúc ở đầu hư thần vực, Ngộ Bình nghe người ta nói rằng phẩm chất tiên nguyên chỉ cần đạt trên ngũ phẩm đã được xem là thượng thừa, tứ phẩm trở lên là thiên tài. Nếu có người đạt đến tam phẩm hoặc nhị phẩm thì sẽ được thần tộc bồi dưỡng trọng điểm. Còn tiên nguyên nhất phẩm chắc chắn là tài năng trời ban, tương lai sáng lạn. Có điều bây giờ Ngô Bình chưa thể kiểm tra tiên nguyên của mình. Nhưng anh cảm thấy mình cũng phải được vương phẩm, hoàng phẩm. Anh đi trên con đường của riêng mình, không quá xem trọng thần tiên kinh, có được vương phẩm thật ra là tốt lắm rồi. Mới đó mà anh đã tu luyện ở vùng thử luyện được nửa tháng. Anh cũng thuận lợi tu luyện đến cảnh giới nhỏ thứ 3. Dĩ nhiên, Thanh Minh cũng có thu hoạch, nhờ tiến hóa nhanh chóng, bây giờ thực lực của Thanh Minh tuy không thể sánh với Ngô Bình, nhưng đã mạnh hơn Ngô Bình lúc chưa trở thành người hòa hợp. Xa nhà một thời gian, anh nói với Chu Ngọc Nhan một tiếng rồi quyết định về đế quốc thiên võ xem thử. Anh kích hoạt phù văn trong tay, ánh sáng lóe lên, cơ thể anh liền xuất hiện ở đại lục Côn Luân, hoàng cung đế quốc thiên võ gần đó. Vừa quay về, anh đã ngửi được mùi máu tanh nồng nặc từ hoàng cung. Sắc mặt anh tối sầm, chỉ trong nháy mắt đã vào trong cung. Đường Tử Di đang xử lý chính sự, thấy có người lạ xông vào, cô ấy định quát mắng, nhưng lòng chợt giật thót, bèn hỏi, Huyền Bình. Ngô Bình gật đầu, anh đổi dung mạo, đừng làm ầm ĩ. Đường Tử Di yên tâm hơn hẳn, may mà anh không sao, nếu không thì em cũng không biết nên làm thế nào. Ngô Bình hỏi, Tử Di, sao hoàng cung lại nồng mùi máu như vậy? Đường Tử Di đáp, dạo này xảy ra mấy cuộc tạo phản, tuy đã bị vệ binh xử lý, nhưng vẫn chết rất nhiều người. Ngô Bình hỏi, ai làm phản? Nhiều lắm, mấy ngày trước người của Lý Thị ủng hộ một vị vua mới, còn lôi kéo rất nhiều tướng quân đến ép vua thoái vị. May mà anh đã sắp xếp từ trước, cuối cùng Hỷ Bảo đã ra mặt và trấn áp lần phản loạn này. Ngô Bình hỏi lại, người của Lý Thị. Đường Tử Di nói, vâng, lúc đó em cũng rất kinh ngạc. Sau khi làm hoàng đế, anh đã vô cùng chiếu cố Lý Thị, phong quan rất nhiều, còn thưởng nhiều đất đai khoáng sản, vậy mà họ vẫn chưa thỏa mãn. Rồi cô ấy hỏi, Huyền Bình, anh có biết người mà họ ủng hộ là ai không? Ngô Bình bảo, là ai? Đường Tử Di đáp, người này cùng lứa với anh, hai người có chung một vị huyền tổ. Ngô Bình hỏi tiếp, người đó đâu rồi? Tạm giam ở Thiên Lao, em chờ anh về xử lý chuyện này. Im lặng vài giây, Ngô Bình hỏi, ý kiến của ông nội thế nào? Ông nói mọi chuyện do em quyết định. Ngô Bình bảo, nếu ông nội đã không nói gì thì nên làm thế nào cứ làm thế ấy đi. Có điều, chuyện người nhà mình phản bội hơi kỳ quặc, anh phải hỏi rõ ràng. Lúc này, Vân Tịch tiến vào, thấy Ngô Bình. Cô ấy liền vui vẻ hỏi, Huyền Bình, anh về khi nào thế? Ngô Bình đáp, vừa về thôi, kiếm pháp của em hình như lại đột phá nhỉ. Vân Tịch tu luyện phản thiên cực kiếm kinh, mấy ngày trước cô ấy bế quan, không ngờ vừa xuất quan, tu vi đã tăng rất nhiều.
em luyện đến tầng 14 rồi. Ngô Bình đáp, ừ, tốt lắm, lát nữa anh sẽ giúp em nâng cao tư chất. Tán gẫu vài câu, Ngô Bình len lén đi thăm con. Bây giờ anh có tướng mạo thế này nên không tiện gặp con, chỉ có thể đứng ngắm từ xa. Đến tối, Ngô Bình nâng cao tư chất cho Vân Tịch, giúp cô ấy giải trừ xiềng xích gen. Chờ đến khi Vân Tịch bế quan, anh đi gặp Thiên Chủ Thanh Tuyết. Bây giờ Thiên Chủ Thanh Tuyết cũng đạt cảnh giới đoạt thiên. Ngô Bình nói, Thanh Tuyết, bây giờ tôi sẽ truyền thần tiên kinh cho cô, chắc chắn cô rất có hứng thú. Thiên Chủ Thanh Tuyết hỏi, thần tiên kinh. Ngô Bình gật đầu, nói rõ mọi chuyện. Nghe xong, Thiên Chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài, đúng vậy, với cách tu luyện này, thực lực sẽ mạnh hơn. Ngô Bình nói, tình trạng bây giờ của cô rất hợp tu luyện thần tiên kinh. Thiên Chủ Thanh Tuyết bảo, cậu đến rất đúng lúc, có chuyện này cần nói với cậu. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Thiên Chủ Thanh Tuyết đáp, đại tai họa, sắp bắt đầu rồi. Ngô Bình giật mình, đại tai họa là gì? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, cứ cách 18.000 năm sẽ xảy ra tiểu tai họa một lần. Khi tiểu tai họa xảy đến, trật tự vũ trụ sẽ hỗn loạn, sinh linh biến đổi. Trong những trận tiểu tai họa sẽ có hơn một nửa sinh linh chết đi. Sau 12 lần tiểu tai họa sẽ xuất hiện một trận đại tai họa. Trong đại tai họa, số lượng sinh linh sẽ giảm hơn 90%, trật tự được sắp xếp lại, thiên đạo hỗn loạn, thần và tiên cũng trở lại làm sinh linh bình thường. Ngô Bình giật cả mình, nghiêm trọng vậy, thế đại tai họa sẽ kéo dài bao lâu? Thiên Chủ Thanh Tuyết đáp, bình thường đại tai họa sẽ kéo dài khoảng 30 năm. Trước khi đại tai họa xảy đến sẽ có dấu hiệu, bây giờ có nhiều thế giới đã xuất hiện dấu hiệu của đại tai họa rồi. Ngắn thì một tháng, dài thì một năm, đại tai họa chắc chắn sẽ đến. Ngô Bình hỏi, sao ngoài kia chẳng có phong thanh gì về chuyện này? Thiên Chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài, dĩ nhiên là không có. Vì những người biết chuyện đều là những sự tồn tại đỉnh cấp nhất. Trong kế hoạch của họ, đại lục Côn Luân có lẽ sẽ là nơi bị vứt bỏ. Ngô Bình hỏi, vứt bỏ đại lục Côn Luân? Thiên Chủ Thanh Tuyết gật đầu, những kẻ mạnh từng trải qua đại tai họa đã có kinh nghiệm và sách lược ứng phó, chỉ cần chủ động giết chết một nhóm sinh linh, sức uy hiếp của đại tai họa đối với họ sẽ giảm đến mức thấp nhất. Đại đa số sinh linh trên đại lục Côn Luân đều sẽ bị tiêu diệt. Không chỉ đại lục Côn Luân, cả khuyên giới sẽ thương vong hơn 90%. Ngô Bình rơi vào im lặng, những nghi vấn ngày trước, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi. Thiên Chủ Thanh Tuyết bảo, Huyền Bình, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Ngô Bình hỏi, cô có đề nghị gì không, Thanh Tuyết? Thiên Chủ Thanh Tuyết đáp, đem theo những gì đem theo được, rời xa nơi này. Ngô Bình nói, nhưng nếu tôi mặc kệ, loài người sẽ chết rất nhiều. Tôi là thánh nhân, bảo vệ họ là trách nhiệm của tôi. Thiên Chủ Thanh Tuyết khẽ thở dài, tôi hiểu, nhưng đứng trước đại tai họa, ngay cả những sự tồn tại hùng mạnh còn phải xuôi theo tình thế, cậu có thể thay đổi được gì chứ? Ngô Bình nghiêm nghị, bất luận thay đổi được bao nhiêu, tôi cũng sẽ làm. Thiên Chủ Thanh Tuyết thở dài, được rồi, nếu cậu đã chọn cách đó, tôi sẽ dốc lòng ủng hộ. Sắp tới, cậu phải làm một số chuyện. Ngô Bình hỏi, chuyện gì? Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, nâng cao tu vi. Khi thực lực vững mạnh mới có thể đủ sức chống chọi khi gặp phải biến số trong tương lai. Đặc biệt là cậu nhất định phải đột phá đến cảnh giới thiên mệnh. Nghe nói chỉ có tu sĩ cảnh giới thiên mệnh mới đủ tư cách chống lại đại tai họa. Ngô Bình gật đầu, tôi đang tiến đến ải cuối cùng của cảnh giới đoạt thiên. Sau khi đột phá, tôi sẽ có thể thăng đến cảnh giới thiên mệnh. Trong cảnh giới của địa tiên, sau giai đoạn đoạt thiên còn có giai đoạn thiên mệnh. Nhưng từ xưa đến nay rất ít người đạt đến, về cơ bản là chưa từng có ai đạt đến. Thiên Chủ Thanh Tuyết bảo, tôi lại cảm thấy đại tai họa là một bước ngoặt đối với cậu. Tôi luôn cảm thấy cảnh giới đoạt thiên không thể làm được, dù sao thì tiền đề chống lại thiên đạo là có năng lực vượt trội. Dù có là đại đạo tôn cũng chưa chắc đủ sức làm được, đúng không? Lòng Ngô Bình thoáng lay động, ồ, ý cô là, khi thiên đạo tái thiết, tôi có thể thừa cơ đoạt thiên. Thiên Chủ Thanh Tuyết gật đầu, tôi từng đọc được một ý kiến tương tự trong một quyển sách cổ. Mỗi lần đại tai họa xảy đến, đều sẽ sinh ra một nhóm kẻ mạnh siêu cấp.
Tôi nghi ngờ bọn họ nhân cơ hội đó đột phá cảnh giới đoạt thiên. Ngô Bình bảo, cô nói vậy cũng rất có lý. Khi thiên đạo tái cấu trúc, thiên đạo sẽ có khuyết điểm, có sơ hở. Khi đó, tôi có thể nhân cái hở ấy để đoạt thiên. Thiên chủ Thanh Tuyết đáp, ừ, trong nguy cơ luôn tiềm ẩn cơ hội. Nhưng đại tai họa nguy hiểm ở chỗ, việc tái cấu trúc của thiên đạo rất có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người, một số người vốn trung thành với cậu có khả năng sẽ phản bội cậu. Người có thực lực như chúng ta có thể bị ảnh hưởng nặng nề, những chuyện này phải cân nhắc kỹ. Ngô Bình nói, không sao, gặp chuyện gì thì xử lý thôi. Thanh Tuyết, bây giờ tôi sẽ truyền thần tiên kinh cho cô. Đợi thiên chủ Thanh Tuyết bế quan, Ngô Bình gọi Hỏa Hoàng Nhi, Lý Nguyên Tượng, Cùng Kỳ, Kỳ Lân Đế, Trúc Long, Tiểu Hoàng Long đến. Thời gian vừa qua, Tiểu Hoàng Long luôn uống thuần huyết đan, đã trải qua hai lần biến đổi, bây giờ năng lực đã đạt cấp đại đạo quân và vẫn đang tăng rất nhanh. Thực lực của Cùng Kỳ và Trúc Long tăng nhanh nhất, vì chúng ràng buộc với Ngô Bình, là thú bảo vệ của anh. Ngô Bình mạnh lên, tất nhiên chúng cũng mạnh lên. Chức trách chủ yếu của bốn con thú là bảo vệ người nhà của Ngô Bình, vậy nên anh sẽ thăng cấp cho chúng bất cứ giá nào. Năng lực của Hỏa Hoàng Nhi và Lý Nguyên Tượng đã rất mạnh rồi. Dù Ngô Bình vắng mặt, cả hai vẫn có thể bảo vệ đế quốc thiên võ. Bố ơi, sao bố lại biến thành tướng mạo này, Hỏa Hoàng Nhi cười hỏi. Ngô Bình nói, giờ bố đang gặp rắc rối, không thể gặp người khác với gương mặt thật. Hoàng Nhi à! Bố sẽ phong cho con làm Hỏa Hoàng công chúa. Nếu Hoàng hậu có chuyện, con có thể ra tay giúp đỡ. Hỏa Hoàng Nhi đáp, bố cứ yên tâm, con nghe lời bố mà. Thì bảo, Ngô Bình nói với Lý Nguyên Tượng, sau này con sẽ là Trấn Quốc Vương. Nếu trong cung gặp nạn, con có thể điều binh cứu viện bất cứ lúc nào. Nếu có kẻ phản loạn, con không cần nương tay, cứ trực tiếp giết chết. Lý Nguyên Tượng đáp bố. Ai dám ức hiếp chúng ta, con sẽ tiêu diệt kẻ đó. Ngô Bình rất hài lòng, các con đều lớn rồi. Em trai, em gái cần các con bảo vệ. Sau này không được ham chơi, phải cố gắng tu hành. Dặn dò một hồi, anh chờ đến tối mới đến Thiên Lao, gặp kẻ cùng họ đã tạo phản. Đối phương còn trẻ, trông chỉ mới 19, 20, lúc này đang thất vọng ngồi trong nhà Lao, ánh mắt thẫn thờ. Đột nhiên cửa phòng giam mở ra, thấy một người trạc tuổi đeo xiềng xích bước vào, anh ta sửng sốt hỏi, anh là ai? Ngô Bình khẽ thở dài, tôi giống anh, làm phản, bị nhốt vào đây. Anh ta rất khó hiểu, sao anh không bị giam ở phòng khác? Ngô Bình đáp, tôi nghe họ nói ngày mai hai chúng ta sẽ cùng bị chém đầu nên mới giam chung phòng. Đối phương lập tức sợ hãi, lặng lẽ rơi nước mắt. Ngô Bình thở dài, anh bạn cũng họ Lý nhỉ? Anh ta gật đầu, tôi và Hoàng đế có cùng cụ kỵ. Ngô Bình nói, thế chúng ta giống nhau, tôi và anh ta cũng có cùng cụ kỵ. Hay, do tôi ngu ngốc, bị người ta lợi dụng. Đoạn anh hỏi, anh tên gì? Anh ta đáp, Lý Thừa N. Ngô Bình hỏi, Thừa N, sao anh cũng đi đến bước đường này vậy? Chẳng lẽ cũng có kẻ hãm hại anh? Lý Thừa N nghiến răng, là chú họ của tôi. Ông ta bảo bây giờ Hoàng đế vắng mặt, chúng ta cũng mang họ Lý, đất phong rộng lớn, có binh lính lại có tiền, tại sao không vào cung làm Hoàng đế? Tôi chẳng biết gì cả, chỉ cảm thấy ông ta nói cũng có lý, thế là cùng tạo phản. Ngô Bình thở dài, chúng ta giống nhau rồi, tôi cũng bị một vị trưởng bối lừa, bảo là đưa tôi lên làm Hoàng đế gì đó. Tôi nhổ vào, bọn họ lợi dụng tôi thôi. À phải, chú họ của anh đã bị bắt chưa? Lý Thừa N nói, sau khi tôi bại trận, cả nhà ông ta đều biến mất, chắc là bỏ trốn trước rồi. Ngô Bình hỏi, không ai giúp anh sao? Lý Thừa N bảo, nếu chỉ có chú họ thì tôi chưa chắc dám tạo phản. Còn một người nữa, tên là Lý Chí, vô cùng thông minh. Lý Chí nói chuyện gì, tôi cũng hiểu ra ngay. Vì nghe Lý Chí nói, tôi mới dao động. Ngô Bình gật gù, thế à? Vậy Lý Chí cũng bị bắt rồi sao? Lý Thừa N thở dài, cũng thoát rồi. Ngô Bình nói, Lý Chí này có thể hãm hại người khác đấy. Trên người anh có món đồ gì của kẻ đó không? Lý Thừa N ngẩn ra, đồ gì cơ? Ngô Bình cười đáp,
đồ vật gì cũng được, chỉ cần có đồ, tôi sẽ giúp anh tìm ra kẻ đó. Lý Thừa N khẽ thở dài, bây giờ tìm ra cũng vô ích, dù gì cũng sắp bị chém rồi. Ngô Bình nói, chưa chắc, nếu tìm được Lý Chí thì kẻ đó chính là chủ mưu, anh có thể giữ được mạng. Đôi mắt Lý Thừa N sáng lên, thật sao? Ngô Bình đáp, tôi cũng chuẩn bị gọi quân sư kia ra, như vậy sẽ không cần chết nữa. Lý Thừa N vội vã lấy ra một sợi dây thừng, đây là thứ mà Lý Chí để lại cho tôi, bảo rằng chỉ cần tôi đem nó theo, Lý Chí sẽ tìm được tôi. Ngô Bình cầm lấy sợi dây thừng, cảm nhận khí tức trên đó rồi biến mất ngay lập tức. Lý Thừa N ngẩn ra, người đâu mất rồi? Dây tiếp theo, Ngô Bình đã xuất hiện ở một thành phố thuộc cực bắc của đế quốc Thiên Võ. Anh bay trên cao và quét mắt nhìn, phát hiện ra người mà mình cần tìm đang ở trong một ngôi viện. Ngô Bình dừng bước trước cổng nhà, gõ cửa vài cái. Một cậu nhóc mở cửa ngó ra hỏi, anh tìm ai? Anh cười đáp, anh đến gặp một người bạn, nói rồi anh thong thả bước thẳng đến sảnh. Lúc này có ba người đang cười nói vui vẻ trong sảnh lớn. Một trong số đó có khí tức giống với dây thừng, chắc hẳn chính là Lý Chí. Thấy có người xông vào, ba người kia giật mình đồng loạt hô lên, mày là ai? Ngô Bình khẽ mỉm cười, chúng mày tạo phản xong còn định chạy hả? Tao là người đến bắt chúng mày về. Lý Chí cười lạnh, chỉ dựa vào một mình mày mà đòi bắt bọn tao sao? Ầm ầm. Thanh Minh thả chút khí tức ra ngoài, ba người kia lập tức không chịu nổi, nhao nhao quỳ rạp xuống. Ngô Bình thản nhiên nói, bây giờ chúng mày còn nghi ngờ thực lực của tao nữa không? Lý Chí hoảng hồn cầu xin, có gì từ từ nói. Chỉ cần anh chịu tha cho bọn tôi một con đường sống, tôi có thể cho anh lợi ích lớn. Anh ngồi xuống ghế ung dung nhìn xuống ba người đang quỳ kia, bây giờ tao cho chúng mày một cơ hội sống. Nói cho tao biết ai đã sai chúng mày dụ dỗ Lý Thừa Ân tạo phản. Lý Chí đảo mắt giảo hoạt nói, bọn tôi chỉ cầu phú quý. Không có ai sai bọn tôi làm vậy. Không nói hả, được thôi. Ngô Bình giơ tay, một tia sáng màu tím bay thẳng vào giữa trán Lý Chí. Thanh Minh nhanh chóng nắm quyền khống chế ý chí của hắn ta. Ánh mắt của hắn ta trở nên ảm đạm, ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngô Bình tra hỏi, ai là kẻ đứng sau chuyện này? Lý Chí đáp, một vị bán thần có thực lực rất khủng bố nói sau khi thành công sẽ cho tôi nhiều lợi ích, còn giúp tôi trở thành bán thần. Ngô Bình ra lệnh, bây giờ mày liên lạc với người đó đi. Lý Chí thành thật trả lời, tôi không thể liên lạc được, chỉ người đó liên lạc được với tôi thôi. Ngô Bình lại hỏi, hai người này là ai? Lý Chí nói, một người là chú họ, người còn lại là anh họ của Lý Thừa Ân. Ngô Bình nhìn sang, hai người kia tức thì hốt hoảng chủ động khai báo tha mạng. Chúng tôi cũng bị tên bán thần kia lợi dụng, xin đừng giết chúng tôi. Anh Bình thản nói, yên tâm, trước khi tìm được tên bán thần đó, các người chưa chết được đâu, nói rồi anh ném cả ba người họ vào động thiên để tiện giám sát. Sau khi bắt được bọn họ, anh tới thần thổ thông thiên. Anh bí mật theo dõi huyền nguyên môn hồi lâu, thấy mọi thứ vẫn yên ổn thì không hiện thân mà đi thẳng tới điện Xích Minh. Anh vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói của Linh Nhược, tốt lắm, cậu đã tu luyện Xích Minh bản nguyên kinh thành công. Ngô Bình hỏi Linh Nhược, cô bảo tu luyện xong sẽ có thưởng mà. Linh Nhược đáp, Xích Minh là kỷ nguyên trong quá khứ, muốn tái hiện lại chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của thiên tài giống như cậu. Mỗi một kỷ nguyên đều để lại ấn ký trong vũ trụ, tồn tại vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Cậu tu luyện được Xích Minh bản nguyên kinh thì sẽ có được Xích Minh thiên phù. Đây chính là phần thưởng. Anh tò mò, Xích Minh thiên phù có tác dụng gì? Linh Nhược giải thích, phù này có thể huy động toàn bộ sức mạnh Xích Minh có trong vũ trụ. Nếu cậu đủ giỏi thì sau này sẽ trở thành chủ nhân của Xích Minh. Ngay sau đó, không gian xung quanh bỗng nứt vỡ. Một tấm phù khổng lồ màu đỏ rực rỡ xuất hiện, vô cùng kỳ diệu. Nó dài mấy triệu dặm, rộng triệu dặm, dày trăm nghìn dặm, tỏa sáng chói lọi. Thanh Minh đột nhiên lên tiếng, nếu ăn nó, thực lực của tôi sẽ nhanh chóng đột phá, mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Ngô Bình bất ngờ hỏi, người muốn hấp thu sức mạnh Xích Minh sao? Nhưng ta không yên tâm,
lỡ người bị phản phệ thì ta thiệt à. Thanh Minh khẳng định chắc nịch, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó. Anh rất mạnh, tôi đồng ý trở thành một phần sức mạnh của anh, để anh luyện hóa. Ngô Bình hỏi lại, bây giờ ngươi chịu để ta luyện hóa rồi sao? Thanh Minh dứt khoát nói, đúng vậy. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, tốt lắm, bắt đầu đi. Sức mạnh của anh hòa vào tia sáng màu tím, dung hợp với nó rồi tái tạo lại. Có sự phối hợp của Thanh Minh, quá trình luyện hóa vô cùng thuận lợi. Chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã cảm nhận được mình mạnh hơn một chút. Thanh Minh đã bị anh khống chế hoàn toàn. Ra! Anh quát khẽ một tiếng, Thanh Minh lập tức hóa thành hình người giống với anh, chỉ có điều da mặt là màu tím. Anh giấu Thanh Minh ở trong người để có thể tiếp tục che giấu khí tức khỏi thiên đạo. Thanh Minh mỉm cười bắt lấy tấm phù đỏ rực kia, tấm phù thu nhỏ dần rồi hóa thành một tia sáng khắc sâu vào trong cơ thể anh ta. Thanh Minh từng là một trong số những người mạnh nhất vũ trụ. Tuy anh ta không thích ứng được với vũ trụ mới nhưng thực lực vẫn còn nguyên đó. Anh ta hấp thụ Xích Minh Thiên Phù xong, toàn bộ ấn ký và nguồn năng lượng còn sót lại của kỷ nguyên Xích Minh trong vũ trụ đều lao về phía anh ta. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của Thanh Minh không ngừng tăng lên, sự hấp thụ sức mạnh Xích Minh ngày càng mạnh mẽ. Khoảng 1/5 nguồn sức mạnh này đi vào cơ thể của Ngô Bình, còn lại đều thuộc về Thanh Minh. Nguồn năng lượng của kỷ nguyên Xích Minh đã trở thành 1/5 năng lượng của vũ trụ. Tuy nó không có ý nghĩa to lớn gì với toàn bộ vũ trụ, nhưng đối với một tu sĩ nhỏ bé thì nó vẫn rất khủng khiếp, sức người cũng không thể chống đỡ được. Thật thoải mái, sức mạnh được khôi phục rồi, Thanh Minh vui vẻ hô lên. Ngô Bình nói, bây giờ ngươi mạnh hơn cả ta rồi. Thanh Minh khen ngợi, sức mạnh Xích Minh này được đấy, có nhiều thủ đoạn thần kỳ lắm. Sau này anh muốn đánh ai cứ bảo tôi ra tay. Linh Nhược ngạc nhiên nói, không ngờ cậu lại thu phục được sinh vật mạnh mẽ như vậy ở bên ngoài vũ trụ. Ngô Bình hỏi, Linh Nhược, cô còn công pháp tiếp theo nào không? Linh Nhược đáp, phải đợi cậu hấp thụ hết sức mạnh Xích Minh mới có thể tu luyện tiếp được. Anh biết không có gì để xin, bèn đi tìm Hỗn Thiên Đạo Quân. Cơ Tiên Bằng đang tu luyện ở nhà thì thấy anh tới, vui vẻ cười bảo, cậu đến từ lúc nào vậy? Ngô Bình đáp, em ở lại Điện Hỗn Thiên một lúc rồi. Cơ đại ca, em nghe nói thần tộc đã xâm nhập vào thần thổ Thông Thiên phải không? Cơ Tiên Bằng gật đầu nói, bây giờ Thông Thiên sư huynh đã trở thành thần tộc. Bọn họ cũng gửi lời mời đến anh nhưng anh chưa đồng ý. Ngô Bình hỏi, anh nghĩ mục đích của thần tộc là gì? Cơ Tiên Bằng đáp, nghe bọn họ nói là có một vài thần tiên trong thần tộc muốn tới đây tu hành. Anh thầm nghĩ, thần tiên kinh do Vĩnh Hằng Đạo Tôn sáng tạo ra đang ở đây. Chẳng lẽ đám thần tiên kia muốn đoạt được truyền thừa của Vĩnh Hằng Thiên Tôn nên mới tìm cách giành quyền kiểm soát nơi này? Cơ Tiên Bằng trấn an, cậu đừng lo, chỉ cần có thể trở thành thần tiên, thần tộc sẽ không làm khó chúng ta. Ngô Bình gặng hỏi, cơ đại ca có biết phải làm gì mới có thể trở thành thần tiên không? Cơ Tiên Bằng đáp, thần tộc mở một thần tiên quán tại thần thổ Thông Thiên. Mọi tu sĩ đều có thể đến đó để kiểm tra, chỉ cần đột phá đến cảnh giới thần tiên là có thể được nhận thân phận thần tộc. Ngô Bình hiếu kỳ dò hỏi, anh thử chưa? Cơ Tiên Bằng nói, muốn trở thành thần tiên phải có công pháp của thần tiên, làm sao anh làm được? Trước mắt chỉ có thể nghĩ cách để trở thành thần tộc đã. Ngô Bình kể ra, em nghe nói thần tộc có thể mua được bằng tiền. Cơ Tiên Bằng cười bảo, đúng vậy. Nhưng tiếc là anh không muốn bỏ ra số tiền này. Nếu cậu trở thành thần tiên, anh sẽ chuyển Điện Hỗn Thiên này sang danh nghĩa của cậu. Ngô Bình giật mình hỏi, thần tiên còn có đặc quyền như vậy sao? Cơ Tiên Bằng nói, đám thần tộc kia nói vậy thì chắc là không sai đâu. Ngô Bình mỉm cười, vậy thì em phải đến thần tiên quán thử một phen mới được. Cơ Tiên Bằng nói, để anh đi với cậu một chuyến. Sau đó, hai người đi đến thần tiên quán trong thần thổ Thông Thiên. Nơi đây được xây dựng trên một ngọn núi cao không người. Dù sao thì số lượng thần tiên cũng quá ít ỏi, không có mấy ai đến đây kiểm tra. Người gác ngoài cổng là một gã bán thần, đầu vuông tóc tím. Gã ta nói, phí kiểm tra 5 triệu thần tệ.
Cơ Tiên Bằng đang định hỏi thần tệ ở đâu ra thì Ngô Bình đã nhanh tay lấy ra. Gã bán thần kia nhận tiền xong lập tức tươi cười. Thực ra phí kiểm tra chỉ có 2 triệu, 3 triệu kia để gã ta bỏ túi riêng. Gã ta lên tiếng, vào đi. Ngô Bình đi vào phòng kiểm tra, Cơ Tiên Bằng chỉ có thể chờ ở ngoài. Bên trong phòng có một sàn đấu hình bát giác. Ngô Bình vừa bước lên đã bị một cái ống hình trụ trục xuống, nhốt anh ở bên trong. Sau đó, một luồng năng lượng khuấy đảo trong cơ thể anh, khiến tiên nguyên bị kích thích theo. Mấy phút sau, ống trụ tự động nâng lên, bên người anh xuất hiện một tia sáng, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói. Cảnh giới thần tiên thứ 3, hoàn thành kiểm tra. Gã bán thần gác cửa ở ngoài vội vàng đi vào, thái độ tươi cười niềm nở hơn hẳn, anh chính là thần tiên đầu tiên ở thần thổ thông thiên này, thật đáng chúc mừng. Ngô Bình đáp, tôi là môn chủ của Huyền Nguyên Môn. Bây giờ Huyền Nguyên Môn đã là môn phái của thần tiên, chắc hẳn sau này sẽ không bị làm khó nữa chứ. Gã bán thần cười nói, tất nhiên rồi. Sau này Huyền Nguyên Môn sẽ tương đương với thế lực của thần tộc. Để tôi đăng ký cho anh. Gã ta lấy một quyển sổ ra, vẽ chân dung của Ngô Bình và viết tên anh lên đó rồi đưa cho anh một chiếc huy hiệu. Kể từ giờ trở đi Ngô Bình chính là thần tiên, tức là tu sĩ tiên đạo của thần tộc. Vậy nên anh cũng đương nhiên có tư cách thần tộc, trở thành hậu duệ của thần tộc. Sau khi rời khỏi thần tiên quán, Cơ Tiên Bằng cũng mừng thay cho anh, không ngờ cậu lại dễ dàng trở thành thần tiên như vậy, hâm mộ thật đấy. Ngô Bình đáp, lúc đăng ký em đã viết cả tên của Hỗn Thiên Điện ở dưới, không ai dám gây rắc rối với anh nữa đâu. Cơ Tiên Bằng chắp tay nói, cảm ơn chú em. Ông ấy chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn bảo, anh nhớ ra một chuyện. Ở gần đây có một tòa đấu hư thần điện mới xây, nghe nói có thể dùng nó để đến thẳng đấu hư thần vực. Ngô Bình sáng rực hai mắt, thật sao? Tốt quá rồi. Anh chào tạm biệt Cơ Tiên Bằng rồi phi thẳng đến đấu hư thần điện. Tòa điện này không lớn lắm, trước cổng là một quảng trường khổng lồ với nhiều cột đá dựng đứng được điêu khắc rất tinh xảo. Anh vừa đặt chân tới quảng trường đã bị một tu sĩ thần tộc gọi giật lại hỏi, làm gì vậy? Anh giơ huy hiệu của mình ra, nghe nói thần điện đã xây xong, tôi đến xem thử. Gã thần tộc kia lập tức khách sáo tươi cười, thì ra là thần tiên, ha ha. Thần điện mới xây xong được 7 ngày, bên trong có trận vận chuyển dẫn thẳng đến đấu hư thần vực. Anh cũng là tu sĩ đi ra từ thần vực sao? Ngô Bình đáp phải. Tôi là thần tiên của thành Thiên Nguyên. Người kia nói, vậy thì rất tiện cho anh. Trận vận chuyển này cách thành Thiên Nguyên gần lắm, chỉ có mấy chục nghìn dặm. Ngô Bắc dò hỏi, nghe nói lần này đến đây là để tìm kiếm truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn phải không? Gã thần tộc cười đáp, anh cũng biết sao. Không sai, truyền thừa của Vĩnh Hằng Đạo Tôn ở đây, nghe nói một vài bảo vật của Đạo Tôn còn bị cất giấu ở đây. Các tiên vương quyết định thu nạp thế giới này về dưới trướng thần tộc quản lý để dễ dàng thăm dò hơn. Ngô Bình cũng gật gù, trong thần thổ thông thiên có không ít điều kỳ bí, đúng là có thể thăm dò kỹ càng một phen. Gã thần tộc kia lại hỏi, trận truyền tống ở đây chưa được dùng bao giờ, anh có muốn thử không? Ngô Bình hỏi, thu phí thế nào? Người kia đáp, một lần mất 10 triệu thần tệ. Ngô Bình nhíu mày, cái giá này không rẻ. Người kia lại nói, anh là thần tiên mà, chắc không thiếu chút tiền này đâu chứ. Ngô Bình cũng muốn thử một lần nên quyết định bỏ tiền. Anh đi vào trận truyền tống giữa thần điện, một tia sáng lóe lên đưa anh đến thẳng đấu hư thần vực. Trong lần trở lại này, anh đến Diệu Đan Lâu kiểm tra tình hình trước. Đây là tiệm thuốc do anh tự mở, nhờ Tống Tử Sơn kinh doanh hộ. Lần trước về anh đã luyện chế một lượng lớn đan dược. Vậy mà bây giờ anh phát hiện phần lớn đã được bán hết. Tống Tử Sơn còn đang buồn bực. Thấy anh về, ông ta mới có thể thở phào. Cậu mà không về là chúng ta hết hàng để bán luôn đấy. Ngô Bình cười bảo, cháu về đúng lúc ha. Anh xem qua sổ sách một lượt, thấy lợi nhuận thu về rất khá, bèn luyện chế thêm. Lần này đã có Thanh Minh trợ giúp, tốc độ luyện đan của anh nhanh hơn nhiều. Loại như chính hướng thần đan thì một lần có thể luyện được mấy trăm lò. Chỉ có điều khi luyện chế số lượng lớn thì khó luyện ra được đan dược đạt cấp đế phẩm, truyền kỳ mà chủ yếu chỉ là nhất phẩm. Ngô Bình luyện chế đan dược suốt mấy ngày ròng rã,
nguồn cung ứng của rượu đan lâu không còn khan hiếm như trước nữa. Anh lại tranh thủ luyện chế thêm mấy loại đan dược quý giá hơn, tất cả đều khá khó tìm tại thần vực. Bỗng một ngày trong lúc luyện đan, anh đột nhiên phát hiện có người liên lạc với Lý Chí ở trong động thiên. Anh lập tức thả Lý Chí ra, bảo hắn ta trả lời cẩn thận. Đối phương hỏi hắn ta đang ở đâu, hắn ta bảo đang ở đế quốc thiên võ. Đối phương yêu cầu hắn ta chuẩn bị người sẵn sàng để sai người tới đón. Nghe vậy, Ngô Bình lập tức quay về nơi ở cũ của Lý Chí ở đại lục Côn Luân. Anh vừa dẫn Lý Chí về chưa được bao lâu thì đã có một tia sát khí bao trùm. Một thanh phi kiếm lao thẳng về phía đầu của Lý Chí. Máu tươi bắn tung tóe, Lý Chí bị chém bay đầu, bỏ mạng tại chỗ. Ngô Bình tức tốc đuổi theo thanh phi kiếm kia. Anh đuổi được một đoạn, thấy phi kiếm bay về phía thảo nguyên ở phía bắc, cuối cùng dừng lại trên một gò đất. Trên đó có một người đầu to gấp 3 lần người thường, cơ thể lại gầy yếu. Hai mắt người đó rất to, con người màu đỏ, khoác áo choàng màu đỏ. Quái vật đầu to này thu kiếm định rời đi. Ngô Bình cất giọng hỏi, tại sao giết Lý Chí? Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến hắn ta giật mình hoảng loạn. Hắn ta nhìn chằm chằm anh đang bay lơ lửng, nghiêm nghị hỏi, anh là ai? Ngô Bình thản nhiên đáp, người tìm anh. Nói đi, ai sai anh giết Lý Chí? Quái vật đầu to cười lạnh, anh tìm tôi không sợ bị tôi lấy mạng sao? Anh tiến lên một bước, đứng đối diện hắn ta, giết tôi hả? Thử xem. Phi kiếm trong tay quái vật đầu to chợt lao tới ngực anh. Thế nhưng khi mũi kiếm còn cách anh chừng một mét thì khựng lại, không thể nhúc nhích. Quái vật đầu to dốc sức điều khiển, phi kiếm rung chuyển ác liệt nhưng vẫn không thể tiến lên. Hắn ta khiếp đảm bỏ phi kiếm lại quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ lại bị Ngô Bình tóm cổ, đập đầu xuống đất. Dường như cả người hắn ta đều bị cắm sâu trong bùn đất. Hắn ta đau đớn mặt mũi trắng bệch, tha mạng. Ngô Bình trả lời. Quái vật đầu to nói, tôi chỉ làm việc cho thần vương thôi, không liên quan gì đến tôi hết. Ngô Bình hỏi, anh là ai? Ở môn phái nào? Người kia đáp, tôi là Phùng Quỷ, trưởng lão của Âm Sơn Tông. Thần vương kia ở đâu? Ngô Bình tiếp tục tra hỏi. Phùng Quỷ thành thật khai báo, thần vương đang ở đảo Huyền Băng trong Bắc Hải. Ngô Bình ra lệnh, dẫn đường. Cứ như vậy, hắn ta dẫn anh bay dọc về phía bắc của đại lục Côn Luân, đi vào vùng biển Bắc Hải. Cả Bắc Hải đều chìm trong băng tuyết, trên đó có một hòn đảo rất lớn, diện tích bằng khoảng nửa Linh Xuyên, tên là đảo Huyền Băng. Hai người vừa mới lên đảo đã cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra. Một tòa núi băng sụp đổ, bên dưới lớp băng tuyết là chân thân của thần vương. Ông ta cao chừng chục nghìn mét, trông không khác gì con người, chỉ là mỗi bên mặt có 3 lỗ tai. Con mắt cũng khác với mắt người, đỉnh đầu không có tóc mà mọc vảy. Thần vương nhìn gã quái vật đầu to Phùng Quỷ, sao người dám dẫn người ngoài lên đảo, chết đi. Dứt lời, cả người Phùng Quỷ bị đóng băng rồi nổ ầm một cái, biến thành cơn mưa tuyết đỏ. Ngô Bình nhìn thần vương nói, ông sai người đối phó đế quốc thiên võ nhằm mục đích gì? Thần vương cười phá lên, ngươi chỉ là một con người bé nhỏ mà dám đến tìm ta sao? Ai cho ngươi cái gan đó? Ngô Bình thản nhiên đáp, thần vương là cái thá gì? Cho dù là thần đế ở trước mặt tôi cũng chỉ là rác rưởi. Cơ thể của anh bỗng nhiên biến lớn, trở thành một người khổng lồ cao hàng chục nghìn mét. Anh giơ tay đập thần vương ngã xuống lớp băng phía dưới. Sức mạnh xích minh khủng khiếp đánh vào người thần vương, đánh vỡ cả xương cốt và thần hồn của ông ta. Á, thần vương kêu gào thảm thiết, nhưng đã quá muộn. Chỉ thoáng chốc thanh minh đã cướp hết toàn bộ sức mạnh của ông ta, chỉ giữ lại một tia chân linh ở bàn tay. Tia chân linh kia biến thành thần vương phiên bản mini. Ông ta run rẩy nói, đừng giết tôi. Ngô Bình nói, vậy thì ngoan ngoãn trả lời tôi. Ai bảo ông ra tay với đế quốc thần võ? Thần vương đáp, thần tử. Ngô Bình từng nghe phi hồng của thần giới nói về thần tử. Bọn họ có địa vị rất cao trong thần tộc. Anh bèn hỏi, thần tử nào? Thần vương trả lời, là thần tử Bàn Nguyên. Thực lực của người đó rất mạnh, muốn luyện hóa cả đại lục Côn Luân để nâng cao cảnh giới. Ngô Bình lấy làm kinh ngạc, luyện hóa đại lục Côn Luân sao?
Dã tâm thật lớn. Người đó có thể khiến toàn bộ sinh vật trên đại lục Côn Luân trở thành thần bộc của mình. Thần bộc càng đông thì thực lực của người đó càng tăng lên. Ngô Bình cười lạnh, nằm mơ giữa ban ngày. Anh lại hỏi, thần tử bản nguyên này là ai? Thần Vương đáp, là thần tử do Tử Dương Thần Cung thai nghén ra. Tử Dương Thần Cung là một trong số 7 thần cung lớn. Thần tử của họ có địa vị cực cao. Ngô Bình tò mò, ông có thân phận gì ở thần giới? Thần Vương trả lời, tôi là Băng Hoang Thần Vương. Tại sao thần tử bản nguyên có thể ra lệnh cho ông? Ông có quan hệ gì với Tử Dương Thần Cung? Băng Hoang Thần Vương đáp, Tử Dương Thần Cung được hợp thành từ nhiều thế lực thần tộc khác nhau. Tôi là thành viên của một thế lực trong số đó nên tôi không thể làm trái mệnh lệnh của thần tử bản nguyên. Ngô Bình lại tra hỏi kỹ càng. Về sau anh mới biết thần cung là nơi các cao thủ thần tộc bồi dưỡng các thiên tài nòng cốt, mất rất nhiều tài nguyên. Vậy nên như Tử Dương Thần Cung phải mất 3 năm mới bồi dưỡng ra một thần tử, hơn nữa tỷ lệ thành công chỉ có 30% đến 50%. Trung bình phải mất 8 năm mới có thể tạo ra một vị thần tử. Những thần tử này đến từ các thế lực khác nhau, bọn họ sẽ trở thành những lực lượng trung kiên sau này. Trong đó, thần tử được chia làm 3 cấp. Thần tử cấp cao vô cùng hiếm có, phải mất từ 1 đến 200 năm mới xuất hiện. Thần tử cấp trung thì khoảng 2 đến 30 năm mới có. Phần lớn các thần tử đều chỉ ở cấp thấp, chỉ các thần tử cấp trung mới được đặt tên, giống như thần tử bản nguyên chính là loại này, tên là bản nguyên. Còn các thần tử cấp thấp thì không có tên, chỉ được gọi theo họ. Ngô Bình hỏi rất nhiều về thần cung, quá trình tạo ra thần tử rất nghiêm ngặt. Phải lựa chọn ra 1.000 trẻ thần tộc phù hợp từ mấy trăm triệu trẻ. Sau khi bồi dưỡng đến khoảng 2 tuổi lại chọn ra 100 trẻ ưu tú nhất, dồn nhiều tài nguyên bồi dưỡng cho họ hơn. Đợi đến khi bọn trẻ được 5 tuổi sẽ chọn ra 10 người đưa vào thần cung để dạy dỗ. 10 trẻ thần tộc này sẽ bị thần cung đào thải dần dần. Nếu không may mắn thì có khi không giữ lại được ai. Còn lúc may mắn thì có thể chọn ra 2 đến 3 vị thần tử trong một lần. Cơ chế bồi dưỡng thần tử của thần cung là lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của gia tộc và tăng cường tiến hóa thần tộc để sản sinh ra dòng máu thần tộc mới. Vậy nên mỗi một thần tử đều mang trong mình một dòng máu thần tộc hoàn toàn mới. Đẳng cấp của thần tử cũng được đánh giá dựa trên chất lượng huyết mạch của mỗi người. Nghe đến đây, Ngô Bình không khỏi cảm thán. Thảo nào thần tộc lại hùng mạnh như vậy? Hệ thống bồi dưỡng khổng lồ, phạm vi toàn diện, chi phí đắt đỏ như vậy. Nếu nhân tộc cũng làm được điều này thì lo gì không có thiên tài. Băng Hoang Thần Vương run rẩy nói, cái gì tôi biết tôi đều nói cả rồi, xin cậu tha cho tôi một mạng. Ngô Bình nhìn ông ta, thế lực của ông ở thần giới có địa vị gì không? Băng Hoang Thần Vương đáp, gia tộc của tôi là thế lực thần tộc hạng 2. Ngô Bình gật đầu nói, tôi có thể tha cho ông, nhưng ông phải nghe lời. Từ nay về sau ông phải làm trâu làm ngựa cho tôi. Ông không chịu thì tôi sẽ giết ông luôn cho xong chuyện. Băng Hoang Thần Vương vô cùng do dự. Ông ta là thần tộc cao quý, tất nhiên không muốn bị người khác khống chế. Nhưng nếu không đồng ý thì chỉ còn một con đường chết. Cuối cùng ông ta thở dài, tôi đồng ý phục vụ cậu. Ngô Bình nói, ông không cần cảm thấy ấm ức. Sau này ông sẽ rõ làm việc cho tôi là may mắn cả đời của ông. Dứt lời anh bảo Thanh Minh kiểm soát tâm trí của Băng Hoang Thần Vương. Hiện giờ thực lực của Thanh Minh đã cực kỳ khủng bố, lại có thêm nhiều thủ đoạn kỳ diệu khác nên muốn khống chế một thần vương nho nhỏ là chuyện quá đơn giản. Sau khi bị khống chế, Băng Hoang Thần Vương cung kính quỳ xuống, tham kiến chủ nhân. Ngô Bình ra lệnh, ông phải nhanh chóng báo cáo mọi động tĩnh của thần tử bản nguyên cho tôi. Nếu hắn ta đến đại lục Côn Luân thì phải báo ngay cho tôi biết. Vâng. Anh để ông ta ở lại chốn cũ, còn mình thì quay về đế quốc thiên võ. Anh biết rõ kẻ lén lút đối phó đế quốc thiên võ không chỉ có mình thần tử bản nguyên mà còn nhiều thế lực khác. Anh muốn bắt từng tên một. Ngô Bình trở về đúng lúc Đường Tử Di đang triệu tập mọi người bàn bạc, bầu không khí khá căng thẳng, Huyền Bình, anh đến đúng lúc lắm. Dạo gần đây trong đế quốc thiên võ xuất hiện rất nhiều tu sĩ đột nhiên nổi điên giết hại dân lành, hành hung người khác. Hiện giờ chúng ta đã đánh chết vài trăm người, bắt giữ hơn 1.000 người. Ngô Bình nhíu mày, sao lại có chuyện như vậy? Người bị nhốt ở đâu?
để anh đi xem. Anh vội vàng đi tới nhà tù giam giữ tù sĩ nổi điên. Đây là nhà tù đặc chế, cực kỳ vững chắc. Bên trong một phòng giam, một tù sĩ trung niên đang nép vào góc tường, miệng lẩm bẩm không ngừng, thỉnh thoảng lại run bần bật. Anh quan sát hồi lâu rồi mở cửa bước vào. Cửa phòng giam vừa bị mở ra, tù sĩ điên kia lập tức bổ nhào tới, 10 ngón tay mọc ra móng tay sắc nhọn hung hăng tấn công anh. Anh đè đối phương xuống đất, móng tay của ông ta chọc vào người anh không những không gây sức sát gì mà ngược lại còn bị gãy mất. Anh quan sát tỉ mỉ người tu sĩ điên ấy, phát hiện trên mặt đối phương ngập tràn vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu. Trong cơ thể ông ta có mấy tia khí thức cuồng bạo đang đối chọi nhau, thần hồn vô cùng hiền loạn. Bỗng anh tìm thấy một hòn thiên thạch trong nhẫn chứa đồ của ông ta. Hòn thiên thạch này tỏa ra năng lượng kỳ quái. Ngay khi ngón tay của anh tiếp xúc với nó, luồng năng lượng kỳ quái kia lập tức thẩm thấu vào trong cơ thể anh khiến cả thể xác và thần hồn của anh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thế nhưng trong sự hỗn loạn còn ẩn chứa cả cơ hội đột phá. Đây là thứ gì? Ngô Bình ném hòn thiên thạch ra xa, thầm suy đoán rất có thể đây chính là thứ khiến các tu sĩ phát điên. Một lúc sau, anh mới có thể kiềm chế được sự hỗn loạn ấy. Anh đặt tay lên đỉnh đầu tu sĩ kia, giúp đối phương lấy lại tỉnh táo. Người tu sĩ ngơ ngác nhìn anh hỏi, cậu là ai? Ngô Bình chỉ vào hòn thiên thạch dưới đất, ông lấy thứ này ở đâu? Người kia vừa thấy thế cuống cuồng nhặt hòn thiên thạch lên, của tôi. Anh nói, tôi biết là của ông. Ông vừa mới phát điên, giết hại rất nhiều người vô tội. Bây giờ ông sẽ bị đế quốc xử tử. Tu sĩ kia khiếp sợ hỏi, cái gì? Tôi phát điên sao? Anh đáp, không sai. Hơn nữa tôi nghi ngờ chuyện ông phát điên có liên quan đến hòn thiên thạch này. Người kia run rẩy ném viên thiên thạch đi, nó rơi từ trên trời xuống đấy. Tôi thấy có sao băng nên đi xem thử, kết quả phát hiện ra nó. Thứ này từ trên trời rơi xuống sao? Vậy ngoài ông ra còn nhiều người khác nhặt được thiên thạch nữa sao? Người kia đáp, đúng vậy. Tôi nghe nói có nhiều lắm. Thiên thạch khiến khí tức của tu sĩ trở nên hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa cơ hội hấp dẫn. Tôi đã đột phá 2 lần liên tiếp chỉ nhờ vào nó đấy. Ngô Bình bảo, tuy ông đột phá 2 lần nhưng cuối cùng ông vẫn phát điên. Tu sĩ thở dài nói, đối với tu sĩ thì chỉ cần đột phát là đủ, rủi ro đến mấy cũng đáng. Ngô Bình khuyên nhủ, đưa thiên thạch cho tôi đi, tôi sẽ chữa khỏi bệnh điên cho ông, hoặc là ông tiếp tục giữ nó lại, tiếp tục phát điên cho đến khi bị chặt đầu. Tu sĩ do dự vài giây rồi thở dài thườn thượt, tôi từ bỏ nó. Ngô Bình thu hòn thiên thạch lại, ông đã giết người, phải ở lại đây chờ phán quyết. Sau khi ra khỏi nhà tù, anh đi vào mật thất luyện công. Anh lấy thiên thạch ra, dùng hai tay ép nát nó thành cát bụi. Nguồn năng lượng chứa trong đó đều tràn vào cơ thể anh. Nguồn năng lượng quái dị này bắt đầu tác động đến anh. Thanh Minh nói, có lẽ đây cũng là thứ sinh ra từ thời đại tai họa nên nó có thể quấy nhiễu người tu hành. Ngô Bình ồ lên, là năng lượng của đại tai họa lần trước hả? Sao ngươi biết? Thanh Minh đáp, vũ trụ của tôi cũng có đại tai họa như vậy nên tôi có thể nhìn ra nó là thứ gì. Ngô Bình vội gặng hỏi, người có cách gì khống chế đại tai họa không? Thanh Minh nói, không có, nhưng anh có thể giảm tác hại xuống mức thấp nhất. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, làm thế nào để giảm? Có thể thu thập những hòn thiên thạch này, rút hết lực hỗn loạn trong chúng ra để giúp anh và những người xung quanh anh thích ứng với hoàn cảnh của đại tai họa sớm hơn. Ngô Bình không khỏi dao động, ý của ngươi là gốc rễ của đại tai họa đến từ lực hỗn loạn này sao? Thanh Minh đáp, không sai. Trong trật tự của vũ trụ cũng chứa sự hỗn loạn, trong hỗn loạn lại ẩn chứa trật tự. Hiện giờ các anh chỉ đang sống ở thời đại trật tự chiếm thế chủ đạo. Nhưng sẽ có một ngày hỗn loạn vươn lên thay thế trật tự. Lực hỗn loạn và lực trật tự tương phản với nhau. Nó có thể phá hủy thiên đạo, xây dựng lại trật tự nên vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ở thời kỳ đỉnh cao tôi cũng phải kiêng dè lực hỗn loạn. Ngô Bình lại hỏi tiếp, một người có thể nắm giữ được lực hỗn loạn không? Thanh Minh kể, ở vũ trụ của tôi đúng là có một người điều khiển được lực hỗn loạn. Về sau tôi đã giết người đó, lấy được truyền thừa đại đạo của người đó. Nếu anh có hứng thú thì để tôi truyền lại cho anh.
Ngô Bình hào hứng đáp, được, mau nói cho ta biết đi. Ngay sau đó, trong đầu anh xuất hiện một tràng thông tin liên quan tới hỗn loạn. Vị cao thủ kia cho rằng hỗn loạn có thể sinh ra trật tự, cũng có thể lập lại trật tự. Thực ra hỗn loạn chính là mẹ của trật tự. Hỗn loạn và trật tự cùng tồn tại, cùng phát triển. Cao thủ thực sự nên biết cách thích ứng với hỗn loạn, sử dụng trật tự. Truyền thừa của vị cao thủ này cực kỳ thâm sâu, trong thời gian ngắn anh chỉ có thể hiểu được cơ bản. Anh vừa suy ngẫm về nó, vừa vào mạng tiên tìm kiếm loại thiên thạch này. Vốn chỉ định thử một lần, nào ngờ lại tìm được mặt hàng cùng loại, giá cả cũng không quá cao. Một hòn thiên thạch lớn bằng bàn tay cũng chỉ có 200 triệu đồng thần long. Người bán đều nói đây là thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tình cờ nhặt được. Chỉ trong chốc lát anh đã thu mua được hơn 1.000 hòn thiên thạch trên mạng tiên, đồng thời bày tất cả ra trước mặt. Thiên thạch bị anh đánh vỡ, toàn bộ lực hỗn loạn đều bị anh hấp thụ hết, khiến anh rơi vào trạng thái hỗn loạn. Thậm chí trật tự pháp tắc xung quanh anh cũng bị xáo trộn theo. Cơ thể của anh dần trở nên vặn vẹo và mờ dần. Cái mũi bỗng biến mất rồi lại xuất hiện đột ngột. Thậm chí trên mặt anh có thêm mấy con mắt đồng loạt chớp chớp, trông cực kỳ khủng bố. Anh dựa vào truyền thừa và kinh nghiệm của vị cao thủ từng kiểm soát lực hỗn loạn kia, cùng với thực lực mạnh sẽ và sự trợ giúp của Thanh Minh mới dần dần nắm giữ được nguồn năng lượng này. Sau 3 ngày tranh đấu, cuối cùng anh cũng trấn áp được lực hỗn loạn, ép nó vận chuyển theo một tuyến đường cố định trong cơ thể của anh. Anh chia quá trình tu luyện thành 4 phần. Đầu tiên là luyện hóa lực hỗn loạn. Anh đã làm được. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo anh phải lợi dụng nguồn sức mạnh này để nâng cao thực lực và tu vi của bản thân. Anh bất ngờ phát hiện dường như có thể mượn nó để thực hiện đoạt thiên hoàn chỉnh. Thiên đạo vốn là lực trật tự, còn lực hỗn loạn lại là khắc tinh của trật tự. Nếu anh khống chế được lực hỗn loạn thì cũng sẽ có thể áp chế được lực trật tự. Lúc này anh đã nghĩ thông, anh phải tăng cường lực hỗn loạn trong người mình để kiểm soát thiên đạo. Anh nói cho Thanh Minh biết ý tưởng này. Thanh Minh nói, về mặt lý thuyết thì không có vấn đề gì. Nhưng tôi sợ làm thật sẽ rất nguy hiểm. Ngô Bình thản nhiên nói, chắc chắn là nguy hiểm rồi. Nhưng muốn mạnh lên thì không được sợ nguy hiểm. Thanh Minh đáp, được, anh tiếp tục luyện hóa lực hỗn loạn đi. Hiện giờ lực hỗn loạn của anh còn ít lắm. Thế là anh lại mua thêm thiên thạch. Lần này anh thẳng tay chi tiền mua về 10.000 hòn. Vẫn theo con đường cũ đập vỡ ra để hấp thụ lực hỗn loạn. Không ai thèm mua thứ này bởi nó là thứ nguy hiểm với phần lớn các tu sĩ. Ngô Bình thu mua số lượng lớn khiến các thương nhân khác cũng làm theo, giá cả tăng lên ầm ầm. Ngô Bình vừa mới hấp thụ và luyện hóa xong lực hỗn loạn trong 10.000 hòn thiên thạch thì nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Một tảng thiên thạch khổng lồ có đường kính hơn 10 km từ trên trời đang rơi xuống địa phận của đế quốc Thiên Võ với tốc độ kinh người. Khâm Thiên Giám là người đầu tiên phát hiện ra, vội vàng chạy đi bẩm báo, thưa Hoàng hậu Điện Hạ, có một tảng thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Xin hãy phái cao thủ tới phá hủy nó. Đường Tử Di biết chuyện này nghiêm trọng thế nào. Một khi tảng thiên thạch rơi xuống thành phố thì vô số người vô tội sẽ phải bỏ mạng. Tử Di, em đừng lo, để anh đi giải quyết. Bỗng cô ấy nghe thấy giọng nói của Ngô Bình vang lên bên tai, cô ấy lập tức yên tâm hơn hẳn. Cô ấy bèn tuyên bố, không cần lo sợ, đã có người đi xử lý rồi. Một tia sáng màu tím vọt ra khỏi đế quốc Thiên Võ, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ có đường kính chừng 10.000 mét. Bàn tay ấy giơ lên để bắt lấy tảng thiên thạch, khối lượng của nó cực kỳ nặng, lại còn tràn ngập lực hỗn loạn. Nhưng khi nó tiếp xúc với bàn tay khổng lồ màu tím kia, tốc độ rơi khủng khiếp lập tức giảm xuống, ngọn lửa bùng cháy xung quanh nó cũng biến mất theo. Khi tất cả mọi người đều đang há hốc mồm vì kinh ngạc, bàn tay màu tím và tảng thiên thạch kia đều đã biến mất. Bọn họ không hề hay biết tảng thiên thạch khổng lồ đã bị Ngô Bình thu vào trong động thiên. Thanh Minh lên tiếng, lực hỗn loạn trong tảng thiên thạch này đủ để anh tu luyện rồi đấy. Ngô Bình hào hứng nói, xem ra tôi có thể đạt tới cảnh giới đoạt thiên trước khi đại tai họa giáng xuống. Thanh Minh đáp, tốt nhất là như vậy. Ngô Bình đang định hấp thụ lực hỗn loạn trong tảng thiên thạch khổng lồ kia thì cùng lúc đó, trên bầu trời đế quốc Thiên Võ xuất hiện một vệt đen giữa thời không vặn vẹo. Một đôi tay đen xì vươn ra xé toạch vệt đen kia thành một cái lỗ đen to lớn.
Tiếp đó là một cái đầu lâu đen ngòm thò ra giống vang trời khiến không gian chấn động. Một vài nhà cửa không kiên cố thi nhau đổ sụp. Một đám cao thủ kéo nhau xuất hiện ở cách đó xa xa, có cả thần tộc, bán thần, có yêu tộc, có thú hoang biến hóa thành người. Lúc này trông bọn họ đều rất bình thản. Thiên ma xuất hiện, xem ra đại tai họa sắp tới rồi, một vị thần tộc nói, chỉ là không ngờ những sinh vật đáng sợ ấy lại xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như đại lục Côn Luân đầu tiên. Một tu sĩ nhân tộc chất vấn, cần gì phải diễn? Không phải đám thiên ma này là do thần tộc các người cố tình dẫn dụ đến sao? Thần tộc kia đáp, có phải hay không thì khác gì? Đại tai họa giáng xuống thì sớm muộn gì cũng có sinh linh diệt vong. Không phải mỗi lần nhân tộc gặp nạn đều có người đứng ra chống đỡ sao, một yêu tộc cất giọng mỉa mai nhìn về phía cao thủ nhân tộc kia. Cao thủ nhân tộc thản nhiên đáp, ta đã là thần tiên, không còn là nhân tộc nữa. Rõ ràng những cao thủ này định khoanh tay đứng nhìn, cho dù người ở đại lục Côn Luân chết sạch cũng không liên quan tới bọn họ. Dân chúng vô cùng hoảng loạn. Không chỉ người dân trong đế quốc thiên võ mà toàn bộ tu sĩ trên đại lục Côn Luân đều đang run rẩy. Thiên ma tỏa ra sức mạnh khủng khiếp khiến bọn họ sợ hãi. Đáng sợ hơn chính là cùng với sự xuất hiện của thiên ma, giữa đất trời còn xuất hiện thêm một luồng lực hỗn loạn ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Trời ơi, sắp tận thế rồi sao? Ai đến cứu chúng tôi với? Trên đại lục có một nhóm người theo Thánh Thiên Giáo. Bây giờ, tất cả các tín đồ đều đang thành kính cầu nguyện, hy vọng Thánh Thiên có thể bảo vệ bọn họ, bảo vệ đại lục Côn Luân. Ngô Bình nhanh chóng phát hiện ra lỗ đen kia, đằng sau đó có không biết bao nhiêu sinh linh khủng bố được thần tộc gọi là thiên ma. Một con thiên ma có một gương mặt khổng lồ tái nhợt như một bộ xương trắng, trên đó là hoa văn màu đen quỷ dị. Hai mắt của nó màu đỏ rực, mình đầy lông lá đen tuyền. Lúc này nó đang cố gắng chui qua lỗ đen để xâm nhập vào thế giới này. Ha ha, đại lục Côn Luân, tổ địa của nhân tộc. E là lần này sẽ chỉ còn là lịch sử, một thần tộc có vẻ ngoài giống con khỉ đắc ý nói. Đúng lúc này, một tia sáng màu tím phóng lên tận trời, hóa thành một người khổng lồ giống y hệt hình tượng của Thánh Thiên trong Thánh Thiên Giáo. Các tín đồ thấy thế không khỏi mừng rơi nước mắt. Thánh Thiên đến cứu chúng ta rồi, bọn họ đồng loạt niệm kinh văn, giọng nói đồng thanh đến kỳ lạ. Người ra tay chính là Ngô Bình. Anh tung đấm đánh con thiên ma vừa thò đầu ra kia phải quay về. Cái mặt to phình của nó bị đánh vỡ nát, lộ ra những cái lỗ đen xì. Cái gì, người này là ai, sao lại dám đánh thiên ma, các thần tộc, yêu tộc, thần tiên, bán thần, đều kinh hãi nhìn chằm chằm về phía anh. Con thiên ma đứng sau lỗ đen há miệng phun một tia sáng đen xì tấn công Ngô Bình. Bên trong tia sáng tràn đầy lực hỗn loạn, chúng điên cuồng tràn vào cơ thể của anh. Thế nhưng anh đã luyện hóa được khá lực hỗn loạn. Chút ít ỏi này không gây cho anh ảnh hưởng quá nhiều. Chết đi. Anh đánh ra một tia kiếm quang chói lọi chém con thiên ma sau lỗ đen thành hai nửa. Lúc này, anh hóa thành người khổng lồ canh giữ ở lỗ đen. Chỉ cần có thiên ma xuất hiện, anh sẽ chém chết ngay tại chỗ. Lúc này trong lòng anh chỉ có đại nghĩa cứu giúp nhân tộc, không màng sống chết. Toàn bộ người dân trên đại lục Côn Luân đều đang hướng về anh quỳ lạy. Cho dù bọn họ đã từng theo tín ngưỡng nào, hoặc chưa bao giờ tin vào điều gì thì giờ phút này, tất cả đều quỳ lạy dưới chân Thánh Thiên. Dân số trên đại lục Côn Luân ước tính hàng chục nghìn triệu. Vô số sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn kéo tới, va chạm với ý chí kiên cường của Ngô Bình, khiến anh cảm thấy tâm linh và tinh thần của mình đều đạt đến trạng thái thăng hoa. Trong lúc vô tình, anh đã bước vào cảnh giới đại thánh. Sau thánh nhân chính là đại thánh. Anh không ngờ mình sẽ đột phá ở đây, vào lúc này và bằng cách này. Đại thánh, cậu ta là đại thánh của nhân tộc, đám người khiếp sợ thốt lên. Vị thần tiên tự nhận không còn là nhân tộc kia cũng tỏ vẻ khó tin. Phải biết rằng, đại thánh tương đương với thần vương của thần tộc. Làm sao ở khuyên giới lại sinh ra đại thánh nhân tộc được? Vù. Sau khi trở thành đại thánh, Ngô Bình cảm nhận được trí tuệ, kinh nghiệm và thủ đoạn của các cao thủ nhân tộc ở vô số thời không khác nhau lũ lượt tràn vào trí óc anh từ bốn phương tám hướng, bằng đủ mọi con đường.
thậm chí còn có một số sức mạnh nhân đạo không ngừng ập tới giúp thực lực của anh ngày càng nâng cao. Anh giơ tay một cái, khe hở kia lập tức tự động liền lại. Lỗ đen bị xóa sổ, ngăn cách đám thiên ma ở bên ngoài. Thoáng chốc, toàn bộ lực hỗn loạn đều biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Trên khắp đại lục Côn Luân, dù là dân thường hay tu sĩ đều tay bắt mặt mừng. Đến cả thú hoang trong núi hay chim bay trên trời cũng hưng phấn hơn hẳn. Hàng nghìn hàng vạn con chim bay tới bay lui xung quanh Ngô Bình tạo thành một vòng tròn, trong đó có cả phượng hoàng, cũng có cả loài chim tầm thường nhất như chim sẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.